Hello, xin chào mọi người. Xin chào, hello, chào anh chị em. Xin chào, xin chào. Rồi, xin chào cả nhà nhá. Những bạn mà đang có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay. Rồi, chào cả nhà. Rồi, xin chào Kim Family. Ok, Bi Mao, Liên Nguyễn. Nhân một buổi rảnh rỗi không có buổi học, không có ca học thì hôm nay mình lên mình giao lưu với mọi người. Mình có giải hôm nay bộ đề 2024 đi đúng không nhỉ? Bộ này là bộ đề mới nhất này. Tình hình là bộ này là bộ hiện tại bây giờ đang là bộ mới nhất, cho nên là mình vào mình giải đi xem là tình hình thế nào nhỉ. Đấy. Mai em thi rồi cái gì? Ok, mai thi thì mình cập nhật bộ đề 2024 nhá. Đó nhỉ, cập nhật đề mới nhá. Những bạn nào mà hiện tại bây giờ đang không làm gì rảnh rỗi thì mình vào đây mình học nào. Đấy. Đặc biệt đến ngay sắp đi thi thì mọi người cứ vào học bình thường nhá. Rồi, xin chào. Hello, xin chào Nguyễn Kiên. Kiên phải không? Kaka. Rồi, chờ xíu nhé, mình chỉnh lại màn hình một tí. Lịch live khi nào hả? Thông thường thì bạn nào mà mới tham gia nhỉ thì buổi trưa nhá. Buổi trưa 1:30. Buổi trưa 1:30 nhá. Hôm nay không có ca cho nên là vào khui đề 2024 cho mọi người học. Đề này không phải tư đấy. Test số 1 nhé. Nào. Cả nhà nhìn thấy rõ chưa? Nếu ở nhà nhìn rõ rồi chúng ta ghi số 1 nào. Nếu như mọi người nhìn rõ rồi thì chúng ta ghi số 1. Nhìn rõ rồi ghi số 1 nhá. Rồi. Nếu cả nhà nhìn rõ ghi số 1 nhá. Ok. Rồi vào học thôi nào. Đấy, bạn nào mà hiện tại bây giờ thì chưa có ăn cơm, chưa có đi học hay đi làm gì thì mọi người vào học đi. Hôm nay mình live cho mọi người bộ 2024 đấy. Còn bạn nào mà mới tham gia nhá thì cả nhà nhớ follow kênh, bởi vì thông thường là mình có cố định live lúc 11:30. Đấy, ngày nào cũng như thế cho nên mọi người chịu khó là cập nhật lịch live á là mình sẽ thấy ngay nhá. Rồi, xin chào Trần Duy. Ok, mọi người bắt đầu cùng học nào. Câu 101 đi nhá, câu 101 nào. Come on. 101. À, Vân Anh, hôm nay rảnh không có ca học cho nên là vào để khui đề cho mọi người để mọi người ôn thi thôi nhá. Ok, mọi người nhìn câu 101 đi. Câu 101 nhá. Bây giờ các bạn nhìn bốn đáp án A, B, C, D này. À, đúng là bốn đáp án của chúng ta thì mọi người nhìn đây. Có phải là chủ điểm đại từ không? Đúng không nhỉ? Bây giờ đã chủ điểm là đại từ, bây giờ tôi phải nhìn trước nhìn sau cho trống thôi. Nếu như nhá, để là hướng dẫn cả nhà nhá, lần sau mọi người cứ thế mà làm này. Nếu như cả nhà thấy nhá chủ điểm đại từ thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải ưu tiên cho cái danh từ đằng sau trước nhá. Ưu tiên cho danh từ đằng sau trước có nghĩa là mọi người thấy cái tên danh từ, cụm danh từ là tôi phải quất trước. Được chưa? Rồi, xin chào Huỳnh Thanh Tuấn. Đấy nhá, ví dụ này. Này, đằng này có một cái cụm danh từ này. Đấy. Đây là phải ưu tiên cho nó nhá. Được chưa? Và đằng đây là có giới từ này. Đấy.
Đằng sau có danh thì chúng ta lại tính bổ cho danh nhá. Đây là chủ điểm đại từ thì thường ưu tiên cho danh từ sau. Chê chưa? Thế có mỗi ông này này, có thể cộng với danh từ sau này. Nên là tính từ sở hữu mà, nhớ nhá. Tính từ sở hữu cộng với danh từ, ok chưa? Đấy. Thế còn ông này đóng vai trò làm chủ ngữ này, bỏ qua nha. Tiếp theo này, ông này này, nó đóng vai trò làm tân ngữ, bỏ qua. Bởi vì có danh từ trung tâm đóng vai trò làm tân ngữ rồi thì không dùng nữa nhá. Đấy, tiếp theo. Bây giờ mọi người thấy cái thằng mà himself không? Himself thì nó sẽ có tương 3 cái vị trí phù hợp với nó. Thứ nhất là nó sẽ đi với by. Đấy, thứ hai nó cộng với động từ hoặc là không, đúng nhỉ? Thế cuối cùng là nó sẽ đứng sau cái danh từ hoặc là đại từ mà nó muốn nhấn mạnh nhá. Đấy. Nên trường hợp này nó đứng trước danh từ là không đúng rồi. Nên chúng ta sẽ bỏ qua, ok không? Đấy. Tiếp theo nhá, đây là đề 024 đấy. Nên bạn nào hiện tại bây giờ mà đang chuẩn bị đi thi ấy, thì mọi người muốn cập nhật cái đề thi trong năm 2024 này thì mọi người nhớ là vào học nhá. Rồi. Tiếp tục nhá, bây giờ mình dịch này. Tôi bảo là cái ông CEO trước của công ty này nhá là tên là gì ạ? Ken Kanata gì đấy, đúng nhỉ? Nakata đây, đúng nhỉ? Thì ông ấy đã phát biểu, ông ấy nói về, đúng nhỉ? Cái gì ạ? Những cái kinh nghiệm trong nghề nghiệp của ông ấy, được chưa? Ở đây thì mọi người nhớ này, chúng ta có từ career, nó có nghĩa là kiểu như là gì? À, thuộc về nghề nghiệp đấy, mọi người chú ý nhá. Hay gọi là sự nghiệp của ông ấy, đúng nhỉ? Rồi. Nào, mọi người cứ chọn đáp án bình thường đi. Có cái gì mọi người cứ chọn đáp án đi. Chọn đáp án xuống dưới. Rồi, ok. Chọn đáp án xuống nào. Đúng rồi. Chọn có gì ạ? Đây á, từ từ đã. Highlight từ quan trọng vào nhá. Ở đây mình sẽ highlight cho cả nhà từ quan trọng nhá. Tiếp tục này, bây giờ tôi đến cái câu 102 đúng không? Tôi thấy là gì? Rõ ràng là bốn đáp án có cùng chung từ gốc và chúng ta suy ra chủ điểm từ loại này. Bây giờ cả nhà có thấy là ở đây mình đang thấy có chủ ngữ đấy nhá, đúng nhỉ? Cái từ who lại từ quan hệ thì kệ nó, đúng nhỉ? Động từ này, thế đằng sau là cụm danh từ đóng vai trò làm tân ngữ phải không? Đây, cái mệnh đề này này là mệnh đề quan hệ này. Đấy, chưa? Cái chỗ này là động từ trong câu này. Nghĩa là mệnh đề bổ sung. Yeah. Trong cái mệnh đề bổ sung này thì mọi người sẽ thấy đấy, động từ của nó đây. Đằng sau cũng là một cái cụm danh từ ấy, đóng vai trò làm tân ngữ của nó đấy. Bây giờ tôi có mạo từ rồi nhá, đúng không nhỉ? Có gì nhỉ? Domestic flight, có nghĩa là có danh từ sau rồi, đúng nhỉ? Thế mình lấy tính, mình bổ cho nó thôi. Đấy, cái chỗ này chọn tính này, có nghĩa là cái chuyến bay nội địa đấy như thế nào, đúng nhỉ? Đấy. Thế là chọn A hay là chọn D? Câu 2 chọn A, D hay là C? Nhớ là chọn tính nhá mọi người. Đấy, chúng ta sẽ xét cái mệnh đề này có chứa từ who này này. Đấy, nó làm nhiệm vụ bổ ngữ cho danh từ trước ấy. Hành khách cái này, nó bổ từ hành khách cái này. Đấy. A là không đúng rồi. A là danh từ nhá, mình đang tìm tính từ cơ mà. Connect là động từ thêm s, đây động từ nguyên thể, đây có nên là tính này này. Đúng rồi. Thằng này là nó gì ạ? Động từ thêm ing để đóng vai trò làm gì ạ? À, động từ thêm ing để làm gì ạ? Đứng trước danh từ đóng vai trò như tính từ, đúng không? Thằng này connecting flight có nghĩa là cái chuyến bay làm sao ạ? Cái chuyến bay nối tiếp ấy, cả nhà có biết chuyến bay nối tiếp là như thế nào không? Domestic flight có nghĩa là chuyến bay nội địa nhá. Đúng nhỉ? Đấy, passenger là hành khách này. Đố cả nhà biết chuyến bay nối tiếp là như thế nào? Hành khách này, nghe chưa? Đây số 2 này. Mọi người nhớ ghi nghĩa vào nhá. Được chưa? Transfer là như thế nào? Tức là những cái chuyến bay mọi người thường tưởng tượng như là chúng ta phải làm sao? À, phải chuyển máy bay ấy. Tức là sẽ có một số trường hợp như là ở những cái chuyến bay là mình ngồi một phát là mình bay thẳng ở đấy luôn. Nhưng sẽ có những cái chuyến bay là bây giờ nhỉ? Đúng rồi, mình sẽ phải làm sao? Bắt chuyến khác sau khi xong chuyến vừa rồi. Đúng rồi. Chuyển, đúng nhỉ? Đấy, đúng rồi, chuyến bay nối tiếp. Tiếp theo, cái này có nghĩa là gì nhỉ? Nối tiếp nhá, chuyến bay nối tiếp. Còn bình thường này, từ này có nghĩa là kết nối, được chưa?
Nghĩa bình thường của nó là kết nối, nhưng mà trong trường hợp là liên quan đến sân bay các thứ ấy, thì mình sẽ gọi là chuyến bay nối tiếp. Ngày nào có thể tìm hiểu thêm nhé. Đặc biệt là bạn nào chuyên ngành thì bạn nhìn phát rất là dễ rồi, đúng không? Đấy. Tiếp theo, đây cả nhà nhìn tiếp này. Trong 3, 4 đáp án của chúng ta trong câu 103 nhé. Cả nhà có thấy là 4 đáp án của chúng ta nó là 4 từ khác nhau không? Đúng nhỉ? 3, C, em nối hai tính từ à? Ừ, ở đây nhá mọi người nhìn này. Cái câu này ấy, thì thông thường chúng ta sẽ nghĩ là cái câu chủ điểm về từ vựng, đúng không nhỉ? Đúng là cái từ vựng thật, nhưng mà cái vấn đề nó là như thế này. Cái vấn đề nó là nó sẽ bổ cho từ nào? Đấy, chúng ta sẽ dịch cùng từ đấy, đúng không? Đây nhá mọi người nhìn nhá. Đây rồi. Đây là test số 1 đấy, 2024 đấy. Đấy, học đề mới đấy, cho mọi người cập nhật đề năm 2024 đấy. Đây, cả nhà nhìn nhá, quan trọng nó đi với từ nào thôi. Cả nhà đây có cấu trúc song song không? Có nhìn thấy cái từ and đây không? Đúng không nhỉ? Đấy, nhìn thấy cái từ and đây không? Toàn bộ cái này đóng vai trò làm chủ ngữ đây, động từ trong câu này. Đấy chưa? Để trường hợp chủ ngữ này này, có cái bánh này này. Đấy, cái bánh này là danh từ trung tâm. Đúng không nhỉ? Mọi người có biết cái bánh này là bánh gì không? Xem ở trên tivi ấy. Xem ở trong tivi ấy, mọi người có thấy cái bánh này nó trông nó như thế nào không? Cái bánh mà bánh vòng tròn ấy, đúng rồi, cái bánh tròn tròn xong là nó có rắc 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 mấy cái gì ạ? Đúng rồi, có không có nhồi nhân bên trong đấy nhá. Đúng rồi. Mình toàn gọi là cái bánh gì nhỉ? Gọi là bánh vòng đấy, hay là mình có gọi vui với nhau là bánh donut gì đấy nhỉ? Đúng rồi, rắc cốm, đúng rồi, chính xác, toàn nó rắc lên trên đấy. Người ta ăn dùng để tráng miệng đúng nhỉ? Đấy. Chính xác, chính xác. Chuẩn luôn nhá. Ok chưa? Đấy. Bánh vòng à? Từ cái này là vị táo đúng không? Apple. Chưa? Thế còn cái bánh này là có thể là nó là nguyên liệu chính nó là táo. Gọi là cái bánh táo nhá, để mình nhà có thể hiểu nhá. Bánh donut táo nhá. Đấy, hiểu thế cho nó dễ. Thế cái bánh này nó làm sao ạ? Đây, cấu trúc song song đây. Chúng ta sẽ sử dụng những cái thằng tính từ để bổ sung cho cái bánh này. Đây là tính rồi thì đằng sau cũng như thế. Bởi vì cấu trúc song song, mọi người tưởng tượng như là đối xứng với and để cùng loại, cùng thì, cùng trường từ vựng, đúng không nhỉ? Đấy, cho nên là chúng ta sẽ làm sao ạ? Tương đương, thằng này đang tính từ, thằng kia cũng phải là tính từ. Thế cái bánh này nó tươi và làm sao ạ? Và cái gì? Eaten là ăn đấy. Thằng này nó là vấp phân từ hai của cái từ eat hay là ate, đấy không nhỉ? Không phù hợp, đúng nhỉ? Open là mở nhá. Thế còn từ gì ạ? Tasty, đó là ngon, đúng nhỉ? Bánh tươi và ngon, đúng không? Free là miễn phí, không được, đúng nhỉ? Bỏ qua nhá, được không? Đấy, cái từ này thì người ta có thể bằng với từ complimentary, đúng nhỉ? Hoặc là gì? At no cost, tức là miễn phí, đấy. Được chưa? Thế thì chúng ta sẽ bằng với cái từ fresh, đều là tính từ để miêu tả cái bánh, thế thì thôi, nó là tasty. Cái bánh táo mà tươi và ngon này thì nó có sẵn ở cái cửa hàng bán lẻ của cái quán này này, với một cái phí là gì nhỉ? À, với một cái giá là gì? 6 pound trên khoảng độ dozen, là đố mọi người biết bao nhiêu cái đấy. Đây là cửa hàng bán lẻ nhá. Dozen là bao nhiêu cái? Đố cả nhà biết 6 pound là bao nhiêu, trên bao nhiêu cái này. Đây là cửa hàng bán lẻ. Đấy. Bao nhiêu cái? 12 cái, đúng rồi. Chính xác, đấy. Chuẩn, nhá. Một tá đấy, chính xác đấy. Tiếp tục này. Mình có từ có sẵn ở đây nhá. Mọi người thấy cái từ có sẵn không? Nếu như là vật thì chúng ta dịch nó là có sẵn. Kiểu như sản phẩm bây giờ nó còn, đúng nhỉ? Còn nếu mà người mày ấy thì chúng ta sẽ có thể hiểu rằng người ta có mặt hoặc là người ta rảnh, nhá. Đấy. Ví dụ mình bảo là are you available? Cậu có rảnh không? Đúng nhỉ? Đấy. Tiếp theo có 104 nhá. Bây giờ cả nhà nhìn tiếp này. Bốn đáp án đây là chính là bốn từ vựng khác nhau, cho nên là về cơ bản chúng ta sẽ cần phải dịch với nhau, đúng không? Thế nhưng mà mọi người xem nó bổ cho từ gì, hoặc là nó miêu tả cái gì thì chúng ta sẽ dùng từ đó. Đây, cả nhà có thấy tên của sản phẩm đây không? Đúng nhỉ? Người ta nói là Chan Flooring thì nó có rất là nhiều nhất, đúng nhỉ? Nó có nhiều sản phẩm nhất, sản phẩm gì ở Anh, đúng nhỉ? Ừ, đúng rồi, mọi người nói là ủa sao lại là tire được nhỉ? Em thấy có sàn em chọn gạch. Đúng rồi, chuẩn. Tức là do xuất phát từ cái tên đây này, cái tên của sản phẩm, đúng nhỉ? Người ta sẽ bán là tên công ty, tên sản phẩm. Bây giờ mình có paint, nó là sơn, đúng nhỉ? Bán sơn thì người ta đặt tên liên quan đến sơn. Thì cái này nó là gạch ốp lát, đúng nhỉ? Gạch lát sàn.
đúng không? Giờ còn furniture nghĩa là nội thất nhá. Ông này này nó là rèm cửa, nhưng mà mọi người nhớ này, cái rèm này ấy nó là cái loại rèm mà kéo ngang nhá. Đúng nhỉ? Đúng rồi, cái từ selection đề nào cũng có, không những 2024 mà 2023 cũng có. Đúng nhỉ? Selection có nghĩa là kiểu như là sự đa dạng, sự lựa chọn, có cái sự lựa chọn nhiều nhất. Ở Anh có nghĩa là nó nhiều, nó đa dạng về sản phẩm. Chưa? Cái rèm cửa này là rèm cửa kéo ngang nhá mọi người nhá. Đúng nhỉ? Đấy. Thế còn cái loại mà nó là kéo ở trên xuống ấy thì người ta dùng cái từ blind. Đây cũng là rèm nhưng mà rèm kéo kéo đẩy lên, đúng không? Cuộn 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 trên ấy, mọi người biết cái loại rèm cuộn không? Đây cho nên là về nghĩa chúng ta sẽ chọn đáp án này nhá. Ok chưa? Nội thất để nhớ là danh từ không đếm được đấy. Highlight vào cho nó nhớ nhá. A wide selection of có nghĩa là có nhiều cái sản phẩm nhất, có nhiều cái sự lựa chọn nhất đấy, chưa? Nếu mà dịch theo nghĩa đen nhá thì là nghĩa là gì nhỉ? Có những cái sự lựa chọn, đúng nhỉ? Đa dạng nhất, đúng không? Đấy, thế nhưng mà chúng ta hiểu rằng là nó nhiều, đúng nhỉ? Đấy. Đấy chưa? Hay là tưởng tượng như là nó gì ạ? Variety nhá. Đấy, đôi khi trong bài thi TOEIC người ta không thích dùng từ selection, người ta dùng từ variety, collection thì đều là nó nhá. Tiếp chưa? Đấy, xong nhá. Rồi ok, tiếp tục này sang câu 105 nhá. Ok cả nhà ơi, mọi người thấy hay không nhỉ? Người thấy hay thì thả tim nhá. Hay thì cho thả tim lên 5.000 đi. Chưa ạ? Mọi người hiểu bài không? Mọi người thử hiểu bài, mọi người hiểu bài, mọi người thấy hay nhá thì mọi người thả tim nè. Cho nó lên 5.000 thì cho nó rực rỡ nè. Út Linh à? Nào, ăn trước. Úi dồi ôi, kìa kìa kìa, 3.300 rồi kìa. 5.000 nè mọi người ơi. Nào. Cho 5.000 đi nhá mọi người ơi. Lên 5.000 đi xong chúng ta cùng nhau giải tiếp nào. Đấy, cho tí động lực cái mọi người ơi. Xin chào Hoàng Trương nhá. Nào, 5.000 tim nào. Chúng ta 5.000 tim giải tiếp nhá. Cả nhà thấy hay thì thả tim nhá. Động lực của mình là tim, chỉ cần tim thôi. Đấy. Rồi, xin chào Thanh. Ơi, giải 4.700 rồi, tuyệt vời quá rồi, cảm ơn cả nhà nhá. Rồi, mình rất là thích tim, rồi, cảm ơn cả nhà. Ồ, 5.000 rồi, tiếp tục nhá. Đấy. Nào, bây giờ cả nhà nhìn tiếp này. 4 đáp án của chúng ta nó là 4 từ vựng có cùng chung từ gốc, đúng không? Cho nên tôi phải suy ra chủ điểm từ loại, đúng không nhỉ? Thế nhưng mà người có thấy là đằng sau to be này tôi có một cái động từ là using không? Đúng không nhỉ? Đấy. Tức là kiểu như là đang sử dụng ấy. Be verbing thì đây nó là động từ chính trong câu này. Thế đằng sau của tôi là có một cái danh từ trung tâm rồi. Đang sử dụng cái gì ạ? Đang sử dụng phần mềm. Có nghĩa là cái danh từ trung tâm này, cái cụm danh từ này của tôi có cái danh từ trung tâm là phần mềm rồi. Thế thì làm sao? Chọn tính cho nó thôi mà mọi người đã nhìn thấy cái từ update nhá, thề mọi người luôn. Lần nào có cái từ này trong đáp án thì hầu như toàn là dạng updated thôi. Bởi vì mọi người tưởng tượng như cái từ nguyên từ updated nó đã mang nghĩa bị động rồi ấy. Bởi vì nó có nghĩa là cập nhật mà. Đúng nhỉ? Thế ví dụ như mình thấy là cái thằng chủ ngữ đây mình thấy là công ty này là vật này. Vật nó có tự cập nhật được đâu. Đúng nhỉ? Nó toàn là bị động thôi. Đấy. Động từ này, đây cũng là danh nhá. Đây là verb in này. Đấy, đây là động từ thêm s này hoặc là danh từ số nhiều này, ok chưa? Tôi bảo là một cái trách nhiệm của cái phòng IT nhá, là phòng vệ thông tin ấy, đấy, là gì ạ? Là để đảm bảo rằng cái công ty này nó đang sử dụng cái phần mềm được cập nhật, tức là phần mềm mới đấy, đúng nhỉ? Đấy, mọi người ok chưa? Thế cái từ responsibility, chưa? Responsibility ở đây có nghĩa là cái trách nhiệm, nhưng mà nó là danh từ nhá. Đố cả nhà biết tính từ của từ đấy là gì đấy? Từ này có nghĩa là trách nhiệm nhá. Yeah. Đây là danh, nhớ đây là danh nhá. Yeah. Thế cả nhà muốn dùng với tính từ của nó ấy, thì tôi dùng với cái từ gì ạ? Responsible. Thế responsible đi với gì? Đi với for, đúng nhỉ? Đấy. Software là phần mềm. Phần mềm ấy. Phần mềm đấy. Đây là đảm bảo nhá. Rồi, xong chưa? Rồi, tiếp tục này. Cả nhà nhìn tiếp này. 4 đáp án của chúng ta nhé. Câu 106 này mình thấy 4 đáp án đều là các từ khác nhau, đúng không? Thế nhưng mà đừng dịch vội nhé. Bây giờ tôi xem đằng sau chúng có cái gì đã.
Đúng nhỉ? Thì cả nhà có thấy đằng sau trống một con verb in không? Ấy, ông nào có thể cộng verb in luôn ngay khi sau khi chúng ta có thể nhìn thấy nó đây đây. Đây, ông nào cộng verb in được luôn? Before hả? Ừ cũng được đấy. Before này có thể cộng với mệnh đề. Đúng rồi, có thể cộng verb in, đúng nhỉ? Đấy. Ừ. Being verb phân từ hai vân vân đúng không nhỉ? Nói chung là cộng cả hai, đúng không? Like là giống này. Nếu nó không phải là động từ là thích. Đấy. Ok chưa? Giống thì sẽ cộng với danh từ nhá. Nhưng ở đây verb in không phù hợp rồi, đúng nhỉ? Còn nếu mà thích làm gì thì mọi người sẽ tưởng tượng như đấy là hành động của người đúng không? Mình thấy chủ ngữ là vật đấy, đúng nhỉ? Không được nhá. À, tiếp tục này. How là như nào đúng không? Ví dụ như how có thể dùng trong câu hỏi, hoặc là how trong trường hợp nào ngữ sẽ cộng với tính từ hoặc trạng từ, hoặc là trong câu hỏi nhá. Còn sâu này, sâu thì nhớ này, trường hợp sâu ấy thì chúng ta sẽ gặp hai trường hợp phổ biến trong bài thi TOEIC nhá. Ở đây mình sẽ viết lùi ra một tí này cả nhà nhìn này. Đấy. Từ sâu ở đây ấy nó có thể là liên từ kết hợp, nó có nghĩa là vì thế. Đấy. Thì lúc ấy tôi sẽ cộng với mệnh đề. Nhưng nếu trong trường hợp là nó đi với that, tách ra một khoảng như này. Đấy, thì lúc đấy nó sẽ cộng với tính từ hoặc trạng từ ở giữa này là phổ biến này. Nên là nhớ nhá, lúc đấy thì to be hoặc là linking verb nhá, động từ liên kết thì nó sẽ cộng với tính từ. Còn nếu động từ trong câu động từ thường thì mọi người nhớ chọn trạng từ nhá. Thì đấy là hai trường hợp có sâu trong bài thi TOEIC, lưu ý. Dạ. Thế thì chỗ này nó chả phải trường hợp nào ở đây cả, nên chúng ta bỏ qua. Thế tôi nghĩ đáp án này nhất tôi chọn. Đấy, thật là khôn ngoan khi mà có thể kiểm tra cái quy định về ăn mặc đúng không? Dress code. Đấy. Dạ. Hay Việt Nam mình gọi là cái gì nhỉ? Cái gì mà dân chuyên, ví dụ đi đám cưới ấy, đi đám cưới mình có dùng từ dress code không nhỉ? Trước khi mà đến trụ sở chính, nhá, head office. Đây là trụ sở chính, đúng nhỉ? Đồng phục chung à? Còn có nghĩa gì khác không? Ngoài là quy định về ăn mặc ra, kiểm tra quy định về ăn mặc check đấy. Tiếp. Câu 107 đi. 107 nào, 107, come on, come on. Ở đây cả nhà có thấy bốn đáp án của chúng ta có cùng chung từ gốc không? Đúng nhỉ? Cho nên tôi phải suy ra trừ điểm từ lại, đúng không nhỉ? Thế bây giờ cả nhà nhìn tiếp nhá. Bốn đáp án của chúng ta ở đây này. Thứ nhất, bình tĩnh. cái gì đấy? Kiều Ninh à, em tham gia live viết được 1 tháng, chủ yếu nằm xem hết video mà giờ đủ điểm rồi. Ôi trời, tuyệt vời thế à? Ồ thế à? Kiều Ninh là không có thời gian học đúng không? Không có thời gian học trực tiếp mà qua live mà học qua video à? Ồ tuyệt vời, chúc mừng em nhá. Ở đây là 2024 nhá, cho bạn nào chưa biết nhá. Rồi mình nói tiếp này, và sau that ở đây chúng ta thấy có mệnh đề không? Đúng nhỉ, tôi không biết đằng trước có cái gì nhưng mà đằng sau tôi có that này. Sau đằng sau có mệnh đề, có chủ ngữ người ta cho mình. Vậy bây giờ mọi người đi thiếu gì? Thiếu động từ. Đúng nhỉ, nhưng mà động từ trong câu mình lùi ra một tí nữa này. Đây, support là động từ rồi. Thì có nghĩa là mọi người thấy này, trong cái cấu trúc của động từ ở đây nhá, mọi người nhìn này. Trong cái cấu trúc động từ bây giờ chúng ta có modal verb là từ will, đúng không nhỉ? Đấy, thế thì đằng sau của chúng ta lại còn có động từ nguyên thể. Thế thì dĩ nhiên là vị trí chỗ trống thì chúng ta lấy trạng để bổ cho động rồi. Về công thức thì chúng ta sẽ nói là động cộng trạng mà. Tôi nói là hỗ trợ thế nào? Bây giờ tôi chọn trạng từ là hỗ trợ nhiệt tình, bởi vì trạng thường có đuôi ly, đúng không? Thế tôi chốt luôn ông này. Thế tôi bảo là gì đây ạ? Dịch từ phải qua trái nhá. Đây này, chủ ngữ này, đấy, động từ này. Tôi bảo là cái đội quản lý của cái cửa hàng này nhá. Đấy. Thì sao ạ? Có expect là mong chờ rằng là nhân viên người ta sẽ hỗ trợ nhiệt tình bất kỳ một cái người nhân viên mới được thuê nào. New hire là nhân viên mới được thuê nhá. Chưa? Mọi người ghi nghĩa vào nhá. Chưa? Đây là danh này, đây là tính này, được không? Đây là động từ này. Ok không? Bây giờ là mong chờ nhá, expect to verb đấy. Chưa? Thế còn nhân viên mới thuê này. Đấy. Nhân viên mới. The new hire. Chưa? Ừ, thế còn bạn nào hỏi về đề đúng không? Thì mọi người cứ tải đề ở trong nhóm ấy. Đấy, hướng dẫn giải đề thì mình có ghi ở đầu nhóm nhé. Mọi người cứ làm theo cái phần hướng dẫn tải là được, ở trong cái link bio ở đầu kênh ấy. Support là cái hỗ trợ này. Đây, nhìn nhá mọi người nhìn này. Đấy, đây là cái từ gì ạ? Help. Tôi không thích dùng từ support, tôi dùng từ help. Hay là dùng từ assist cũng được. Đúng nhỉ, giúp đỡ hỗ trợ đây. Chính là nó đây, đúng nhỉ? Từ này hình như từ trưa vừa mới học xong nhỉ.
hỗ trợ nhiệt tình đúng không? Rồi, xong chưa? Rồi bạn nào hỏi về đề thì mình có để ghim đề ở trong cái nhóm giải đề trong link bio đầu kênh ấy, mình có ghim ở đầu ấy, ở đầu kênh ấy, cái nhóm giải đề ấy. Đấy. Thì mọi người cứ lấy cái đề ở trong đấy là được, mình đã để đề trong đấy rồi. Đấy. Tặng cả nhà luôn đấy. Thường thì mình like cố định vào lúc 11:30 các ngày trong tuần nhá. Được chưa? Thì các ngày trong tuần cố định. Mọi người cứ nhớ là cập nhật lịch like hoặc là mọi người follow kênh là được, cứ thấy like là vào nhá. Đấy. Tiếp theo, cả nhà nhìn tiếp này. Ôi giời, bốn đáp án của tôi lại là từ loại tiếp nhá. Câu này dễ này. Tại sao mình bảo nó là dễ? Bây giờ mọi người nhìn phân tích thành phần câu nhá. Có phải là cái ông chủ ngữ này của tôi là từ đây đến đây không? Đấy, đúng không nhỉ? Thế nhưng mà từ từ bình tĩnh. Đấy. Mình nhìn qua mình thấy bảo quái lạ. Thế bây giờ tôi nói là đấy. Tôi nói là wheel alignment xong anh brake system đây này, nó liên quan đến vật đúng không nhỉ? Ấy, thế bây giờ mình bảo nó liên quan đến vật thì thế bây giờ nó lại là hai cái này nó là cái phần ở trong cái kế hoạch dịch vụ cho cái phương tiện của chúng tôi đúng không nhỉ? Thế nhưng nếu mà mọi người chọn là người ấy, thì mọi người là vô lý đấy, đây danh từ này, tại vì mọi người sẽ hiểu như sau nhé. Nếu chỗ này là to be ấy, thì có nghĩa là từ đây đến đây là hết cả cái này. Đấy, này đóng vai trò làm chủ ngữ đúng không? Chủ ngữ của nó phải là dạng số nhiều cơ. Đấy, bởi vì là động từ của nó là are mà. Có phải không? Ừ. Chủ ngữ chính là thằng cần tìm. Động từ này là are rồi thì dĩ nhiên là gì? Chủ ngữ sẽ là danh từ số nhiều. Đấy, thế mà chúng ta suy ngược lại. Được chưa? Ừ. Rồi, và trong cái cụm danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ này, N này chính là một cụm danh từ này, thì cả nhà nhớ nhá, trong cụm danh từ ấy thì N thường đứng cuối và khi mà thêm S thì ưu tiên thêm S cho nó, còn toàn đứng trước thì có thể bổ cho danh. Được chưa? Ừ. Thì lúc này mọi người đang tìm một cái danh từ số nhiều thì chỉ có mỗi đáp án gì thôi. Đáp án D có nghĩa là cái việc kiểm tra, đúng nhỉ? Đấy. Đấy chưa? Kiểm tra vô lăng và hệ thống xe. À, hệ thống phanh xe nhá. Đấy, thì là một phần, là phần trong cái kế hoạch dịch vụ của cái xe đấy, tức là nó là nằm trong cái dịch vụ đấy rồi, đúng không nhỉ? Đây có nghĩa là sự kiểm tra. Đấy, kiểm tra hệ thống phanh và vô lăng thì phải. Đấy, cái này mình không phải chuyên ngành nên mình dịch như thế. Nếu bạn nào chuyên ngành thì có thể cung cấp thêm nghĩa cho những bạn khác nhá. Đấy. Cái gì? Chữa xong cô có gửi đáp án vào nhóm không á? Ừ, để xem đã, tại vì hôm nay thì cũng ca đầu thì cũng không có, mình không có dạy ấy, nên là cũng rảnh, cho nên là like cho mọi người để cả nhà học và ôn thi thôi, nên là đang cân nhắc, nên mọi người cứ nếu như các bạn ở trong nhóm mọi người có mong muốn thì mình nhận, thì mọi người chú ý là nếu mà mọi người vào nhóm lấy, còn nếu mà không thì mình cứ like thôi. Còn bạn nào mà có muốn lấy video xem lại thì tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho. Nhưng mà hôm nay mình cứ giải đề đã, đúng không nhỉ? Rồi. Hai người nữa em thi à? Ừ, ok. Ừ. Rồi. Hệ thống phanh này và căn chỉnh cái gì nhỉ? Quên từ. Cái từ wheel nó là bánh xe chứ, sorry cả nhà. Đó, hệ thống phanh và căn chỉnh bánh xe đúng không? Chắc là cũng phải liên quan đến đi lại, cẩn thận lắm rồi đúng không? Đấy. Đấy, và căn chỉnh bánh xe chứ, đúng không nhỉ? Đấy. Cái này thì bạn nào kỹ thuật thì chắc là mọi người hiểu nhất. Chứ còn gì nhỉ? Bên mình không chuyên thì chúng ta chỉ thế thôi. Đấy. Tiếp theo, cả nhà nhìn tiếp nhá. Trong cái câu gì nhỉ? Một linh chín này. Tập trung nhá. Nhìn tiếp. Câu 109. Nào, bây giờ cả nhà nhìn tiếp nhé. Bốn đáp án của chúng ta nhé. Ở đây nó là gì? Là bốn từ khác nhau. Hầu hết nó là liên từ đúng không? Có giới từ đấy. Đúng nhỉ?
Thì bây giờ mọi người thấy này, đằng sau cả nhà có thấy là 30 tháng 9 không? Đây là một cái mốc thời gian đấy. Thì cái nào có thể cộng mốc thời gian thì tôi chọn thôi, đúng không? Đây, thì trong đoán này thì hôm trước mọi người đã nói với nhau rồi, until ở đây là cho đến khi, cộng với mốc thời gian hoặc là cộng với lại một mệnh đề. Cho nên tôi phải ưu tiên ông này trước. Tôi bảo là cái việc đăng ký này cho cái hội nghị này này, đấy, thì sao bây giờ là mở đến tầm 30 tháng 9 thôi. Đấy. Rồi, cái này là into là vào trong nhá. Tại sao vào trong thì không được? Tại vì là nó là giới từ chỉ sự chuyển động. Cho nên là thông thường mọi người sẽ phải cộng với lại động từ trước. Ví dụ như là go on to, đúng không nhỉ? Step on to, yet này nó tương đương với bạn nếu nó là liên từ kết hợp nhá. Còn nếu không ấy, nó sử dụng trong thì hoàn thành. Đấy, ví dụ thì trong thì hoàn thành chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đứng ở cuối câu, đúng không? À, trong câu phủ định hoặc câu hỏi, đúng không? Đấy. Why là trong khi nhá. Trong khi thì cả nhà nhớ này, ông này thì nó cũng có thể cộng với mệnh đề, cũng có thể cộng với động từ được, đều được nhá, ok không? Đấy, có thể cộng verb in, có thể cộng being, verb phân từ hai, vân vân, đều cộng được hết ha. Đăng ký này. Đấy, xong chưa? Tiếp theo câu số 10, mình nhìn thấy bốn đáp án ở đây nhá. Nó là bốn từ khác nhau, đúng nhỉ? Nên chúng ta phải dịch, quan trọng là nó đi theo từ nào. Bây giờ mọi người có nhìn thấy là chủ ngữ của chúng ta từ đầu cho đến hết cái chỗ này không? Thì cả cái này là chủ ngữ. Nhưng vấn đề là mọi người sẽ nhìn này, nó được tạo ra bởi danh, giới và cụm danh từ, đúng không? Khi N1 cộng giới từ đấy, cộng với N2, thì cả nhà nhớ là động từ của chúng ta nó sẽ chia theo N1, có nghĩa là has been cái gì đấy. Đấy, nó sẽ đi cùng với từ growth, có nghĩa là cái tăng trưởng như thế nào, đúng không nhỉ? Sự tăng trưởng ở trong cái ngành giải trí, home entertainment industry, có chắc là kiểu như là home giải trí tại nhà như thế nào đấy, đúng không nhỉ? Thì vừa mới như thế nào đấy trong cái quý này, chưa? Sự tăng trưởng làm sao ạ? Ngăn cách, đấy, cái này là không phù hợp với nghĩa này, tách nó ra đấy. Limited là đây là gì ạ? Limited đây là có nghĩa là bị giới hạn hoặc là bị hạn chế nhá. Hạn chế là nó bị giới hạn cũng được đấy, đúng nhỉ? Willing thì phải đi với to verb, đúng nhỉ? Tức là sẵn lòng làm gì thì người ta mới dùng từ willing, nên bỏ qua nhá. Nó nghĩa là được phân loại này. A sort thì cái này nó là động từ, muốn chuyển sang danh từ của nó thêm cái demon vào nhá. Được chưa? Đấy. Có nghĩa là cái sự tăng trưởng của nó bị làm sao? Bị hạn chế trong cái quý này. Đúng rồi, đáp án này sẽ là đáp án đúng đấy. Rồi, tiếp theo câu 111 đi nào, tiếp tục nhá. Bây giờ cả nhà nhìn thấy này, bốn đáp án của chúng ta có cùng chung từ gốc, đúng không? Cho nên tôi phải suy ra chuyển điểm từ loại, đúng không nhỉ? Và mọi người sẽ thấy là ở đây nhá, mọi người có thấy chủ ngữ không? Động từ này, riêng từ deliver, making cái gì đấy, mình sẽ hiểu rằng là người ta giao hàng, đúng không? Make something, đúng không? Tức là người ta giao hàng ở cái mặt phía gì đấy, cái mặt phía đông của cái thành phố vào thứ năm, đúng nhỉ? Đấy, thế bây giờ mọi người là make delivery, cái cụm này là quá quen thuộc rồi, đúng nhỉ? Make delivery có nghĩa là giao hàng, cứ thế mà học thôi, được chưa? Đây. Đây là giao hàng, được không? Thế là tôi chốt này, cái mà danh từ duy nhất thì chỉ có đáp án A thôi. Đấy. Được chưa nhỉ? Thế còn đáp án còn lại nhá. Ví dụ đây là động từ này, đây cũng là giao hàng nhưng là động từ nguyên thể này. Đây là đuôi able, đuôi của tính từ này. Rồi. Highlight lại nhá. Tức là cái công ty nội thất này nhá, nó sẽ giao hàng ở cái chỗ khu phía đông của thành phố vào thứ năm. Được chưa? Rồi, tiếp tục này. Cả nhà nhìn tiếp nhá. Bốn đáp án của chúng ta là bốn từ khác nhau, có phải không? À, thế bây giờ mọi người nhìn giúp mình nhá. Bốn từ khác nhau vậy đúng không? Thế thì bây giờ tôi phải làm sao? Like tới mấy giờ à? Thế bây giờ mọi người mà muốn là like bằng nào? Like một nửa hay like bao nhiêu? Mọi người cứ chọn đi, đúng nhỉ? Nếu mọi người thấy hay thì mọi người comment số 30 thì mình sẽ giải là số 30. Like hết đề luôn hả? 30 đi ạ. Cô ơi, like này có quay lại không á? Nói chung là có. Nhưng mà nếu bạn nào mà muốn xem lại video thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn nhá. Đấy, chưa? Rồi, bây giờ giải đã nhá. Tí nữa. Rồi, ok.
Nào bây giờ mọi người trả lời tiếp này. Ừ, cứ học đi, Phạm Quốc Thành đúng không? Có nhá, cứ an tâm, đúng nhỉ? Rồi. Hết câu số 30. Đặc biệt là cứ bạn nào hôm nay lần đầu tiên xem mình giảng thì cũng sẽ tặng quà cho cả nhà. Đấy, sau câu số 30 nhá. Đấy. Cuối giờ nhá. Câu 12 này, đúng không? Ừ. Bây giờ mọi người có thấy là ở đây chúng ta đang thiếu một cái động từ không? Sao lại liên quan đến cái đỗ xe nữa chứ nhỉ? Đấy, xong lại cái gì mà có thẩm quyền đấy nhỉ? Lại không có thẩm quyền đấy gì à? À, con này câu tiêu cực rồi, đúng nhỉ? Có thấy có tiêu cực không? Đây là mặc dù tiêm riêng nhưng vẫn dịch nhá. Đấy. Người ta bảo là hội đồng thành phố, người ta không có quyền, đúng nhỉ? Authority là có quyền lái xe. Ui, no, no, đúng nhỉ? Không được. Prohibit, cấm. Cái này được đấy. Bother, làm phiền. Travel, đi lại, du lịch. Ôi giời ơi. Câu này quá dễ, cho điểm thôi, đúng nhỉ? Cho cái câu này là cho điểm rồi. Đấy. Nào, prohibit nghĩa là cấm, tức là người ta bảo là hội đồng thành phố là không có quyền cấm nhá, không có quyền cấm đỗ xe trên đường nhá. Đúng nhỉ? Đấy. Đây là hội đồng thành phố. Cả nhà nhớ chưa? Authority. Đây có nghĩa là kiểu như là quyền, đúng nhỉ? Họ bảo là không có quyền cấm đỗ xe, đúng chưa? Parking, đỗ xe, parking lot, bãi đỗ xe, chưa? Chuyển sang bãi đỗ xe chuyển thành parking lot. Đấy. Hết cả chỗ ghi. Nào tiếp tục này. Bây giờ cả nhà thấy bốn đáp án của chúng ta là bốn từ vựng khác nhau không? Úi giời, thế thì bây giờ tôi sẽ dịch tiếp, đúng nhỉ? Nào, mọi người an tâm nhá, những cái câu mà dịch này đừng lo, đừng lo nhá. Nhỉ, cứ bình tĩnh để xem sao nó bổ cho cái gì đã. Ví dụ này, cả nhà nhìn nó comment xuống dưới là comment nhìn theo xuống dưới nào. Mọi người comment xuống bên dưới đi. Come on. Có từ nào biết ghi xuống dưới. Bây giờ tôi bảo, đây, chủ ngữ của nó đây. Đúng không? Động từ đây mới là động từ chính này. Nó là verb ing đúng không? Đây, đây này. Động từ đây. Đấy. Đúng không? Thế bây giờ mọi người thấy là có phải là chủ ngữ của nó là vật không? Đúng nhỉ? Nhưng lại đi với từ for. Đấy. Cái này nó là công ty nhá, nên mình phải hiểu là à công ty nó đang làm cái gì để các cái cách đúng không? Đi với for thì tôi là gì? Tôi có từ looking for. Looking for có nghĩa là tìm kiếm, đúng không? Đang tìm kiếm. Mình có thể thi thoảng ở trong bài thi TOEIC mà mình hay nhìn thấy cái từ gì ạ? Từ seek. Đây này. Tìm kiếm đây này. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp nhá, seeing đây nhỉ. Nhìn xem đúng nhỉ? Driving lái xe. Ủa sao lại lái xe các cách đúng không? Vô lý đúng nhỉ? Leaning nó là dựa này, đúng không? Ví dụ như mình có lean against, đó là dựa vào đúng không? Tựa, dựa vào đấy. Cái cụm này học mãi trong part 1 rồi gì đúng không? Tôi nói là cái dự án Earth Group này là người ta đang tìm các cái cách, tức là cái tên riêng đi, tức là cái tập đoàn, cái công ty này nó đang tìm các cái cách để có thể giảm thiểu cái gì ạ? Này, giảm thiểu cái dòng danh từ trung tâm này, dịch trước này, giảm thiểu cái khí đúng nhỉ? Cái khí gây hiện tượng nhà kính đấy, nó có liên quan đến giao thông vận tải, tức là cái khí mà nó do đi lại nhiều nó thải ra đấy ạ. Chứ không phải là do từ nhà máy hoặc từ chỗ khác đấy. Greenhouse, đây là liên quan đến hiện tượng nhà kính nhá. Để tóm lại tôi chọn đáp án A gì. Đấy, đây là cái khí thải này. Đấy, khí thải này. Đây là kiểu như là cái kiểu như hiện tượng nhà kính này. Đấy. Ý của cái câu nó là cái khí thải mà nó có thể gây ra hiện tượng nhà kính do cái vấn đề là do khí thải do giao thông đi lại người ta gây ra. Đấy. Đây là liên quan nhá. Đấy, ok chưa? Xong nhá, ở đây câu 13 nhá. Đến câu 14 này, nhìn tiếp này. Bốn đáp án tôi là bốn từ khác nhau, đúng không? Thế bây giờ tôi phải dịch thôi, đúng nhỉ? À quên. Từ loài, đúng nhỉ? Trời ơi, quên mất. Xin chào Minh Hiền và Quỳnh Như nhá. Rồi, Thư à, thường là like cố định lúc 11:30 nhá. Đạt đúng không? Bạn nào mới thì nhớ follow kênh nhá. Cứ 11:30 hàng ngày là mình sẽ like.
Mình có bạn nào chưa biết có đề thì ở trong nhóm giải đề trong link bio đầu kênh mình đã ghim sẵn cái đề ở đầu kênh ấy. Cả nhà cứ tải thoải mái. Đấy. Đây là bộ 2024 đấy, bộ mới nhất đấy. Còn những bạn nào mà có đấy, những bạn nào lần đầu tiên tham gia thì bây giờ mình sẽ tặng quà cho mọi người. Rồi, tiếp tục. Từ loại đúng không? Thế thì bây giờ mình phải làm sao ạ? Tôi phải nhìn ra đằng trước, nhìn ra đằng sau đúng không nhỉ? Đây đây đây. Riêng trong bài thi TOEIC nhá, chỗ trống mà đứng ở cuối câu này, thường nó sẽ có hai trường hợp. Một nó là danh, hai nó là trạng. Thường sẽ có hai trường hợp như vậy. Đây cả nhà nhìn nhá. Đây. À, cả nhà sẽ nhìn thấy ở đây này. À, sau that ở đây nhá, cả nhà có thấy từ fit không? Thằng này nó là động từ này, là mệnh đề quan hệ này, nó chia ra thằng này này. Đấy. À, vừa với cái phong cách và cái ngân sách của bạn như thế nào đấy. Đây, cả cái này nó là một cái cụm danh từ nhá. N đây là động này. Ừ, và đằng sau của chúng ta sẽ là gì? Trạng, động cộng danh cộng trạng ở cuối câu có nghĩa là làm cách gì như thế nào nhá. Thế còn tại sao mình không thể dùng một danh từ nữa, bởi vì nó không đi cùng với từ budget được. Mình không thể nói là cái sự hoàn hảo ngân sách được, mà chúng ta sẽ phải đi với theo từ gì thì mình dịch theo từ đó mà. Bây giờ động cộng danh cộng trạng nhá. Đây, động này cộng danh này cộng trạng ở cuối câu có nghĩa là làm gì như thế nào, tôi cùng dịch với thằng động từ đó tôi sẽ ngay. Tôi sẽ ra ngay, tôi bảo là phù hợp như nào, đương nhiên là phải phù hợp một cách hoàn hảo rồi đúng không? Đấy, tôi bổ rồi cái gì tôi dịch theo từ đấy. Đây hoàn hảo đây, trạng từ đây. Chốt luôn, đúng nhỉ? Perfect, đây là gì? Động từ đấy, đây có thể là tính từ nhá. Đúng nhỉ? Đây là động từ, thêm mét đầy danh từ này. Đấy, thấy nhỉ? Bộ 2024 thì khó một tí. Sự thật là thế, không từ khó một tí. Thứ hai nữa là cái chủ điểm của nó rộng hơn, từ vựng của nó cũng sẽ có nhiều từ mới hơn. Đấy, nhưng mọi người làm 2024 biết nhỉ? Phát năm của nó thì cũng không không có gì nhiều cả, nhưng mà cái chủ điểm nó rộng hơn. Từ vựng nhiều từ khó, nhiều từ lạ. Thế bây giờ người ta nói là our skill Taylor. Mới biết Taylor là cái gì không? Cái này không phải thủy thủ mặc trăng đâu nhá. Đúng nhỉ? Cái này nó là thợ may nhỉ? Thợ may lành nghề đấy. The skill nghĩa là người người có kỹ năng. Thợ may lành nghề rất vui khi được thiết kế những cái bộ vest mà nó được làm theo yêu cầu của khách, mà nó có phù hợp với phong cách và ngân sách của bạn một cách hoàn hảo, đúng nhỉ? Đấy. Đúng rồi, đây là ông thợ may nhá. Thợ may lành nghề đúng nhỉ? Hay là thợ may có kỹ năng nhá. Thì mình sẽ dịch luôn nó là lành nghề đi. Đúng chưa? Đấy. Đây là cái thằng này này, nó rất là nó là cái bộ vest. Vest làm sao ạ? Vest là làm theo yêu cầu của khách nhá. Đấy, chứ không phải là cái loại bán sẵn, đúng không nhỉ? Loại bán sẵn không phải là loại bán sẵn nhá. Loại này loại đo theo số đo của họ, xong làm theo yêu cầu kích thước của họ, đúng không nhỉ? Thì người ta sẽ gọi là custom made suit, đúng không nhỉ? Fit đây là phù hợp vừa với nhá, fit vừa, vừa một cách hoàn hảo, đúng không? Chốt. Tiếp tục. Nào, nhìn tiếp này. Bây giờ tôi thấy là gì? Bốn đáp án của tôi này, nó đều có cùng chung từ gốc, cho nên tôi phải suy ra chủ điểm từ loại chứ, đúng không? Thế bây giờ mọi người có nhìn thấy là cứ phân tích thành phần câu bình thường nhá, đúng nhỉ? Phân tích thành phần câu này. Bây giờ tôi bảo, đây nha. Đây chủ ngữ đây. Đấy, cái ông quản lý dự án này Hala Chung này, đây 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 đây. Đấy, động từ đây nhá, has approved đây này, động từ chính đấy, mình nói là động từ chính nhá. Proof là chứng minh nhá. Chứng minh là rất như thế nào đấy. Đấy mọi người có thấy đằng sau này, tôi không cái từ proof này không cần quá quan tâm. Chúng ta chỉ cần quan tâm sau to này, tôi có một cái động từ nguyên thể là động từ to be này, và cái từ very là giới từ này, và đằng sau là giới từ nữa thì không xét. Cái cụm này chỉ đến đây thôi. Đấy, cả nhà nhớ này, trong cái trường hợp là động từ to be mà chúng ta cộng với trạng từ này nhá, very là một loại trạng từ chỉ mức độ. Đúng nhỉ? Cho nên thông thường chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ cộng với lại tính từ hoặc trạng từ, đúng nhỉ? Yếu tố thứ hai là gì? Be trạng tính mà. Lúc này là gì? Trạng sẽ bổ sung cho tính, đúng nhỉ? Đúng rồi. Còn một cái công thức nữa, đúng rồi, ai Jason viết đúng rồi đấy. Has proved to be, đúng nhỉ? Chứng minh thế nào đấy? Đúng nhỉ? Has đấy. Proof. Đấy. Đấy chưa? To be. Đấy. Chứng minh là như thế nào nhỉ? Thế bây giờ tôi bảo là cái ông quản lý dự án này, ông muốn chứng minh là ông mới rất là hữu ích, rất là hay, có thể giúp đỡ người khác, người ta dùng từ helpful trong cái việc là hoàn thành cái dự án của công ty, đúng nhỉ? Trạng từ bỏ đôi ly đi sẽ ra đáp án tính, cho nên tôi sẽ chốt đáp án này. Động từ hoặc là danh từ, đây là danh
nhá. Helpful, hữu ích, chưa? Hoặc là cái người hay giúp đỡ người khác thì tôi dùng cái từ này. Được chưa? Come on, proof, chứng minh, đúng nhỉ? Đó, xong rồi, nhanh chưa? Rồi, xin chào Gia Hân nhá. Ok, câu 116 này, nhìn tiếp này. Ở đây nhá, mọi người có thấy là bốn đáp án của chúng ta đều là các giới từ không? Đúng không? Đấy là bây giờ nhá, nếu này. Nếu là chủ điểm liên quan đến giới từ nhá, thì bây giờ mọi người có nhìn thấy đằng sau của chúng ta là the month of August không? Tức là tháng 8. Tháng 8 là một khoảng thời gian đúng không? Tất nhiên là mọi người bảo là em nghĩ là một mốc thời gian thì sao, có đấy, tùy từng trường hợp mình sử dụng. Bây giờ tôi bảo là từ tháng 8 thì cũng đúng. Đúng không nhỉ? Nhưng ở đây là the month of August có nghĩa là cái tháng của cái tháng 8 đấy, có nghĩa là ở đây là ám chỉ là khoảng thời gian trong đó, đúng không nhỉ? Đây là cái cộng khoảng thời gian này tôi sẽ hiểu rằng gì nhỉ? Khoảng thời gian này during này, trong suốt này. During này có nghĩa là trong suốt nha. Thường nó sẽ cộng với khoảng thời gian hoặc là danh từ ha. Rồng với cùng với danh thì nó đôi khi nó có nghĩa là trong khi nhá. Có Kim Duyên này, cuối giờ sẽ hướng dẫn cho em nhá. Câu 30, bạn nào mà có câu hỏi giống Kim Duyên thì cuối giờ câu 30 nhá. Rồi, tiếp tục này. About là bên trên, nhưng ở trên đây là trên cách một khoảng như này này, nó không chạm vào bề mặt nhá. Thế còn onto nó là lên trên mọi người ạ. Giới từ chỉ chuyển động cho nên thường nó có verb đằng trước, bỏ qua ha. Đấy. Between thì chắc là đi với and rồi, đúng nhỉ? Between and nhá, giữa hai cái A hay B. Đấy, đáp án này hay gặp là, đáp án hay gặp nhớ highlight lại. Bây giờ tôi sẽ dịch như sau, tôi bảo là cái thành viên của câu lạc bộ này, chủ ngữ này sẽ nhận cái gì ạ? Nhận gấp đôi điểm nhá. Double points. Đấy. Trong suốt tháng 8 ở những cái khách sạn tham gia. Đấy, cái chỗ này người ta có từ participating này rất là hay này. Đấy, cái chỗ này là không phải là khách sạn tham gia cái gì đấy mà có nghĩa là mọi người tưởng tượng như là nó ám chỉ là cái khách sạn đấy nó là nằm trong những cái khách sạn mà có cùng hợp nhất cùng với nhau tham gia một cái chương trình nào đó, đúng không nhỉ? Là ví dụ như là mọi người sẽ tưởng tượng như trong một cái chương trình, trong một cái hội chợ đi, thì nó có 30 công ty đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ hiểu là ví dụ công ty mình cũng tham gia cái đó, chương trình đó, thì mình cũng sẽ nói là à, cái công ty tham gia participating nhá. Cái trường hợp mới sử dụng cho cái cho đề năm nay thì có nhiều từ nó hay lắm, đúng nhỉ? Cho các khách sạn tham gia, tức là nó là một trong số những cái khách sạn mà có cùng nhau đưa ra chương trình này để nhằm hút khách, đúng nhỉ? Được rồi, ok chưa? Nó chả khác gì chương trình tức điểm ấy mà, nhá. Rồi, ok, câu 16, tiếp tục. Tiếp tục. Vậy during bằng until hả cô? Cũng cùng cộng thời gian, có cộng thời gian được chứ, nhưng mà during cộng khoảng, until cộng mốc hoặc là mệnh đề, không giống nhau, hai cái khác nhau, nhá. Tiếp theo, câu 117. Úi giời, bây giờ tôi thấy làm sao nhỉ? Câu 16 dịch hơi khó nhá, dịch hơi khó hả? Quan trọng là mình hiểu bản chất, đúng không nhỉ? Bản chất nó là gì? Mọi người phải hiểu ngữ cảnh nhá. Các thành viên của câu lạc bộ vacation này là sẽ nhận được gấp đôi điểm đúng không? Trong suốt tháng 8 ở những cái khách sạn tham gia, mọi người tưởng tượng như là khi mà họ tham gia câu lạc bộ này nhá và họ nghỉ kỳ nghỉ ở cái những cái một trong các khách sạn mà có nằm trong cái chương trình là gì nhỉ? Tặng điểm như này. Thì kiểu gì họ cũng được thêm nhận thêm điểm, tích điểm ấy, lần sau lại đi ở khách sạn khác hoặc là khu resort khác lại được tích điểm, lại được trừ thêm tiền, nhà hiểu không? Đấy. Bây giờ người ta phải làm ăn này, phải có bạn bè đấy, là đấy. Câu 117. Nào cả nhà nhìn tiếp này, bốn đáp án của tôi hầu hết nó là đều là các cái trạng từ đúng không? Đấy, nhưng mà mọi người nhìn nhá, bây giờ hướng dẫn này. Có cái từ enough, đúng không nhỉ? Enough này thì thông thường ấy, giống tích điểm khi ăn buffet à? Kênh mình like thường khung giờ nào à? Thường thì mình sẽ like cố định vào lúc 11 rưỡi trưa nhá. Like cố định đấy. Tiếp theo, nếu mọi người cứ nhớ follow kênh nhá, hoặc là mọi người ở trong cái nhóm giải đề trong link bio của kênh ấy, thì thường mình có hay cập nhật đề với lịch like ấy cho mọi người trong đấy. Thì cả nhà nhớ là check hai thông tin đấy và tham gia follow kênh nhá. Chưa?
Rồi tiếp theo nhé. Bây giờ tôi thấy này, bốn đáp án tôi là bốn trạng từ đúng không? Nhưng mình thấy cái enough không? Ê, động từ nhá, coi như hết rồi nhá. Không không không, cái chỗ này nó không liên quan gì đến động từ đâu nha. Được chưa? Nó liên quan đến cấu trúc với enough. Mọi người nhớ này, thường thì enough chúng ta thấy là nó đi cùng với tính từ thì nó sẽ đứng sau đúng không? Enough to verb này có thể là có for somebody này. Đấy, đủ gì đấy cho ai điểm gì đúng nhỉ? Nhưng mà trường hợp thứ hai là tôi sẽ có là gì? Enough cộng danh từ cộng to verb đúng nhỉ? Đấy. Thế bây giờ chắc là trường hợp tính từ rồi đúng nhỉ? Đấy. Nhưng nhá. Tóm lại là vẫn phải dịch. Tóm lại là vẫn phải dịch. Chỉ có cái thằng very này này, nó là trạng từ chỉ mức độ, cho nên tôi sẽ thường cộng với tính từ hoặc trạng từ này. Đúng không nhỉ? Từ far nghĩa là xa, hoặc là trong so sánh hơn thì chúng ta có thể dùng nó để nhấn mạnh nhá. Đấy. Từ almost nghĩa là hầu hết. Được chưa? Soon là sớm. Rồi, hầu hết thì nó có thể đứng trước hạn định từ trong trong cái cụm danh từ ấy. Đấy. Hoặc nó được cộng với động từ được. Bây giờ tôi bảo là cái bộ trang phục này, những bộ trang phục này nó không được nhận đủ như nào đấy để được sử dụng trong cái buổi tập dượt tập dượt mà kiểu như là váy vóc buổi đầu tiên ấy, buổi tập dượt với trang phục ấy. Người tưởng tượng như là trong cái buổi trình diễn thời trang chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì bao giờ người ta cũng sẽ có một cái buổi thử trang phục, sau đấy là người ta thử đi thử ấy, đấy. Rồi. Đây, đây là buổi tập duyệt trang phục đầu tiên nhá, được chưa? Ok chưa? Đấy, cho nên là nó chật hay là nó rộng thì người ta sẽ sau cái buổi này người ta sẽ ấy này, buổi tổng duyệt á. Không, thực ra cũng đúng là tổng duyệt, nhưng mà thực ra cũng không hẳn là tổng duyệt, mà là ví dụ mà em tưởng tượng như trong trình diễn thời trang thì bao giờ người ta chẳng có cái buổi là buổi mặc thử đúng nhỉ? Buổi mặc thử trang phục xong là mình đi thử, thế nó bị rách ở đâu, là nó bị vấp ngã, hay là cái váy này nó rộng quá, nó dài quá, là người ta sẽ cắt ấy. Thì trong cái buổi này buổi rất là quan trọng, không phải casting nhá. Không phải casting đúng nhỉ? Cái buổi mặc đồ và đi thử nhá, buổi thử mặc bộ trang phục đấy sau đó đi thử. Chưa? Những bạn nào mà có vừa tham gia thì nhớ là trong nhóm giải đề trong link bio rồi kênh, tí sau buổi học thì mình gửi nốt của cái này cho nhá. Đấy. Thử xong mới tổng duyệt à? Cái này thì mình không biết. Không biết, bạn nào mà chuyên thế thì mọi người biết nhá. Cái này là trang phục này. Chưa? Rehearsal đấy, đúng nhỉ? Úi giời, xem mấy cái chương trình ấy toàn nói là rehearsal gì, đúng nhỉ? Chương trình người mẫu ấy. Rồi, thế thì phải chọn đáp án này thôi, đúng nhỉ? Rồi, ok, tiếp tục câu 118 nhá. Từ loại, đúng không? Chỗ trống đúng một cuối câu, tôi ghép cái gì với từ với sự kiện, đúng nhỉ? Đây, bây giờ tôi thấy là đây, chủ ngữ này. Đấy. Nào, xem hoa hậu có gì? Úi giời, đúng rồi, xem hoa hậu đấy, đúng nhỉ? Ngày xưa suốt ngày xem hoa hậu, đúng không? Rồi, cả nhà câu tiếp theo đi. Câu này là câu từ loại, từ loại. Đấy. Nào, bây giờ cái câu từ loại này thì bây giờ mình phải làm sao? Chọn B hả? Rồi, 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 bình tĩnh, bình tĩnh. Thực ra là nếu như mà mọi người tưởng tượng như thế này nhá. Rồi, ok. Nếu như mọi người nhìn trước nhìn sau này, câu 17 dịch lại á, nghĩa là cái trang phục này thì không được nhận đủ sớm để được sử dụng trong cái buổi tập duyệt với trang phục đầu tiên ấy, đúng nhỉ? Đấy, tức là nó gửi muộn, nó nhận được muộn, đấy, ý là như thế. Rồi, tiếp tục nhá. Nào, bây giờ mọi người có nhìn thấy là bà này, bà ấy sẽ là sẽ vượt trội, đúng nhỉ? Giỏi đấy, excel in này này. Đấy, ở trong cái vai trò gì ạ, của sự kiện đấy. In the road of event, trong cái vai trò gì của sự kiện à? Liên quan đến vai trò thì nó liên quan đến gì? Cái vị trí công tác, vị trí công việc ấy nhỉ? Đấy. Trong vai trò gì? Đây là động từ nhá, bỏ qua nhá. Nhớ là phải cộng với danh từ đấy. Tại vì mọi người thấy là sau cái giới từ này này, tôi có thể nhá, sau giới từ này thì tôi có thể cộng với lại verb in, hoặc tôi có thể cộng với lại cụm danh từ, đúng không? Đấy, chỉ trong trường hợp này tôi không thấy verb in đâu thì nghi là trường hợp thứ hai. Tức là trong cụm danh từ thì N trung tâm luôn đứng ở cuối nhá. Đấy, cho nên là chúng ta phải chọn danh từ ở chỗ này. Ông AL này đây là tính này, bỏ qua. Ông này là ED này, bỏ qua, đúng không? Đấy, ông này này
Nó là động từ thêm ad và đây là danh từ chỉ người. Nhà tổ chức, đúng nhỉ? Người tổ chức, đúng không? Trong vai trò người tổ chức sự kiện, quá hợp về nghĩa và về ngữ pháp đều ok. Tôi bảo là như là nhá, đúng không nhỉ? Đấy. Cái ông mà public sit ấy, thì chúng ta đang hiểu là nó là cái kiểu nhà báo hoặc là người làm truyền thông ấy. Trước người làm truyền thông trước ấy, người làm quảng cáo hoặc truyền thông trước cho một vài cái dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng này. Đấy thì ông này ông ấy rất là xuất sắc trong cái vai trò nhà tổ chức, đúng nhỉ? Đây là xuất sắc nhá. Hoặc là vượt trội, đúng nhỉ? Đấy chưa? Đấy. Ở đây chúng ta có từ nổi tiếng này. Đây. Mình biết cái từ nổi tiếng là từ famous thì ai cũng biết rồi đúng không? Đấy. Ủa rồi đề này tự biên soạn làm sao được? Mình tự biên soạn đề TOEIC được đâu ta mọi người ơi. Đây là đồ 224 đề chuẩn đấy, đề chuẩn ETS đấy. Mình không tự biên soạn được đâu. Đấy, đề chuẩn ETS đấy. Đây là trước này. Đấy. Đây là cái người nhá. Người làm truyền thông hoặc là cái người quảng cáo cho mình ấy, đây người làm truyền thông này. Đấy, mọi người có biết từ public city không? Public city có nghĩa là quảng cáo truyền thông ấy, đúng không nhỉ? Đấy. Danh từ của nó này. Đấy, đây là danh. Dạ, có lẽ danh từ chỉ người. Đấy mà mình chúng ta dịch không nhầm thì là như vậy. Đấy. Rồi. Xong chưa? Hết nha. Rồi, ok, tiếp tục. Sang câu 119. Nào, bây giờ mọi người thấy bốn đáp án này chính là bốn từ khác nhau. Thế thì mình phải xem là nó bổ cho từ nào, đúng không nhỉ? Đây, bổ cho từ gì thì dịch cùng từ đó. Chủ ngữ này, động từ này. Đây là con câu bị động nhá, hết. Cái mệnh đề này hết, đúng không nhỉ? Đây là 2024 test số 1 ấy, đề mới nhất trong năm nay đấy. Mình có gửi tặng cho cả nhà bộ đề này ở, mọi người có thể tải ở trong nhóm giải đề trong link bio đầu kênh ấy. Có đấy, bạn nào chưa có thì cứ vào mà tải nhé. Rồi. Tiếp tục này. Bây giờ tôi thấy này, bốn đáp án ở đây của tôi nhưng vừa rồi mình có nói là từ vựng mà. Nhưng mà mọi người có thấy là đây nằm trong cái công thức của cái động từ đây là will be cộng verb phân từ hai cũng như đầy đủ rồi. Đúng nhỉ? Trong cái trường hợp này thì động từ chính là thằng này. Mấy ông này chỉ là trợ động từ thôi. Thì động cộng trạng thôi. Nó bổ sung cho từ close và mình dịch theo từ close là xong. Đóng thế nào? Đấy, đúng nhỉ? Mọi người hiểu bản chất cộng cho từ gì thì dịch theo từ đấy là xong. Đóng thế nào ạ? À, tạm thời. Úi giời, hợp lý quá đúng không? Có thể chốt được rồi đấy. Competitively, cái này có nghĩa là một cách cạnh tranh. Thế còn ông này có nghĩa là gần đây hay sử dụng trong thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành. Đúng chưa? Nhớ ghi vào nha. Collectively có nghĩa là làm gì đấy chung. Đúng nhỉ? Đấy. Bây giờ tôi chỉ bảo là gì? Cái làn đường ở phía Bắc nhá. Nhưng cái làn đường lên này là làn đường này. Làn đường phía Bắc ở cái đường David Street thì sẽ đóng tạm thời. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái dự án gia cố cầu của thành phố. Sự gia cố nhá. Đây là làn đường, ok chưa? Kiểu như là nó xuống cấp rồi thì bây giờ gia cố thôi, đúng nhỉ? Tiếp theo là từ số 1 này nó là gia cố này. Đấy, làm chắc thêm ấy. Tăng cường, đấy. Đấy, xong chưa? Hết nhá. Thế thì tôi phải chọn đáp án này thôi. Những đáp án hay gặp trong bài thi TOEIC thì mình sẽ ưu tiên highlight cho cả nhà học nhá. Đấy. C nghĩa là gần đây nhá. Dùng trong quá khứ đơn hoặc là hiện tại hoàn thành. Được chưa? Sao cái gì mà lại đổ bê tông? Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo ạ. À, câu 20, sao lại chọn A, người lại chọn B ấy nhỉ? À, em thấy xi măng á, đâu xi măng đâu. Xi măng đâu. Từ nào là từ xi măng. Rồi. Tiếp tục. Bình tĩnh, nha. An nhiên.
Mọi người có công nhận là ở trong đáp án của chúng ta đều là giới từ không? Đấy. Thế là giới từ nhá, thì bây giờ mình nhìn trước nhìn sau xem có từ nào đi được với nó không nào. Còn nếu không là phải dịch đấy. Nếu không là phải dịch đấy. À, mọi người thấy từ tu đúng không? Ờ, ok. Một số bạn bảo em thấy có from tu, cũng nhờ em thấy hợp lý. Thế vì phải dịch, đúng nhỉ? Nếu thấy from tu là phải dịch nhá. From missed connection to lost. À, rồi, rồi, rồi. Từ mất kết nối đến mất hành lý. Ờ, được đấy chứ nhỉ? Thử xem nhá. Nghi đáp án này cái gì? Tôi bảo là những người đại diện hàng không là người ta phải xử lý rất nhiều những cái vấn đề của hành khách, đúng không? Issue là vấn đề của hành khách, từ mất kết nối cho đến mất hành lý, trời ơi các kiểu, đúng không? Đúng, hợp lý. Under bên dưới, dưới thì không được nhá. On nghĩa là dù nhiều nghĩa lắm. Against là chống lại, để lean against, prop against, đúng không? Hay gặp đấy. N nhá. Pop again, cái này quên mất rồi, từ từ đã. Prop hay là pop nhỉ? Props again, tự dưng quên mất rồi, tự dưng ngáo hơi quên mất rồi. Hình như này nhỉ, tự dưng quên rồi. Đấy, đang giải. ghi từ mới nhá mọi người nhá. Nào, bây giờ mọi người thấy cái từ mà a wide range of này không? Nghĩa là nhiều đấy. Đúng nhỉ? A variety of ấy, chính nó đấy, hay gặp ấy. Handle này nhá, xử lý này. Address, giải quyết này. Đúng không? Đấy, xử lý, giải quyết. Resolve, chính nó, đúng nhỉ? Representative, đấy gì? Người đại diện. Nhá. Đây là người đại diện, cả nhà nhớ chưa? Đấy. Thế còn issue là vấn đề nhá. Đây này, từ này đúng không? Từ số 3 này đúng không? Đây là vấn đề. Hay người ta có thể dịch nó là cái ấn phẩm, nó là cái số báo ấy, nếu là danh từ nhá. Đấy, thế còn nếu như là động từ thì người ta sẽ không dịch như thế. Động từ thì họ sẽ dịch nó là xuất bản, đúng không nhỉ? Phát hành. Đấy. Từ 1 thì là từ. Từ đâu tới đâu, from to, đúng nhỉ? Address có nghĩa là giải quyết, đúng rồi. Trong bài thi TOEIC mọi người phải lưu ý nghĩa của nó. Chưa? Rồi, cả nhà ơi, mọi người hãy ghi cho mình thật nhiều số 8 để mình chuyển sang mặt tiếp theo nhá. Bạn nào mà muốn lấy nốt thì tí nữa mình sẽ gửi trong nhóm giải đề trong link bio đầu kênh cho. Thế còn đặc biệt là những bạn nào vừa hỏi là video có xem lại được không ấy, thì nhớ là cuối giờ hết câu 30 thì mình sẽ chỉ một thẻ nhá. Ôi để em chép à? Thôi check đằng sau trong nhóm giải đề ấy, đúng nhỉ, gửi luôn cho cả nhà trong đấy cho nhanh nhá. Lát sau giải xong mình cả gửi nốt cho mà ghi thoải mái luôn. Đấy. Đây là 2024, bộ đề mới nhất đấy. Nào, bây giờ nhìn tiếp nha. Bốn từ ở đây nó chính là bốn từ mà nó có cùng chung từ gốc, nên chúng ta phải suy ra chủ điểm từ loại chứ, đúng không nhỉ? Thế bây giờ là chủ điểm từ loại, bây giờ phải làm nào? Nhìn trước nhìn sau chỗ trống. Đây đây đây, cả nhà nhìn thấy công thức chưa? Đây nha, hướng dẫn cho cả nhà nhá. Có phải là chủ ngữ đây không? Đây có phải là động từ không? Trong cái trường hợp là động từ này, bây giờ có vấp phân từ hai rồi, có to be rồi, thì nghĩa là đây nó thiếu một thằng gì ạ? Trạng để bổ sung cho động, đúng không nhỉ? Trạng bổ cho động nghĩa là xóa như thế nào, xóa thế nào. Đúng rồi, bổ cho cái gì thì dịch cùng từ đấy nhá. Câu này lấy điểm à? Không biết công thức là cũng không lấy được điểm đâu. Đây là be, trạng vấp phân từ hai, vấp in cũng có thể dùng được, tính từ cũng có thể dùng được, đúng không nhỉ? Ok chưa? Cứ dịch theo cái thằng mà xóa đi là đúng. Xóa thế nào ạ? Đây, trạng từ đây, xóa một cách vô tình, tình cờ xóa chứ không phải chú cố ý. Đúng nhỉ? Vô tình. Tình cờ thôi. Bây giờ tôi bảo là cái bản tóm tắt cuộc họp
thì vô tình tình cờ là bị xóa mất. Thế nhưng mà ông này ông đã có thể là gì, tạo lại chúng từ bộ nhớ, đúng không? Đấy, đây là danh này. Đấy, đây là tính này. Đây là danh từ số nhiều này, chưa? Accident, tai nạn này, đúng không? Cũng chả liên quan đến từ này cả. Tạo lại, recreate mà. Thế còn cái này nhá, nó là cái bản tóm tắt của họp thôi. Rồi, hết chưa? Hết nhá. Thế thì chọn câu này nhá. Đến câu 22 đi, cả nhà nhìn tiếp. Bốn đáp án của chúng ta đó là bốn từ mà nó thuộc giới từ này, liên từ này, đúng nhỉ? Đấy. Có Thương Huyền ơi. Nào. Thứ nhất nhá. Cả nhà đa phần là chúng ta sẽ nhìn thấy là cứ thuận mồm thì mình chọn thôi, đúng không? Ai là cái người mà đọc thấy thuận mồm đây, chọn câu này, giơ tay. Mình cứ thấy thuận là mình chọn thôi. Tình cờ. Ai cứ thấy đọc nó thuận thuận là mình chọn. Ơ giời, overtime á, đâu, cái gì mà overtime. Thuận, câu này thuận buồm luôn. Thuận buồm xuôi gió luôn, có điểm luôn. Rồi. Qua năm tới, đúng không? Qua năm tới, mọi người dịch là qua năm sau gì? Cũng được, over cộng thời gian. Cũng có thì cộng thời gian đấy. Rồi, tóm lại là mọi người thấy the là một mạo từ và year là một danh từ, thì lấy một tính để bổ cho nó, đúng không nhỉ? Thuận mà có vẻ đúng đúng thì em vẫn chọn. The, cái gì year đấy, đúng không nhỉ? Mạo đi với danh đây, lấy tính nào bổ cho danh nào. Lại còn đi về the nữa chứ nhỉ, đúng nhỉ? Đấy. The next, được không? The next year là năm sau. With là không phù hợp, đúng nhỉ? Which thì lại từ quan hệ, nên cả nhà nhớ nhá, nếu mà có thì có danh từ chỉ vật ở đây này, nó thay thế cho danh từ. Đấy. Nó thay thế cho danh từ chỉ vật, đúng nhỉ? Đấy. Thế còn tiếp là now là trạng từ thì nó sẽ không bổ cho danh từ được, nên chúng ta bỏ qua đó. Đây tôi nói là cái số ra hiện tại nhá, current issue. Nhớ là cái từ này mình dịch là vấn đề, đúng không? Nhưng ở đây chúng ta sẽ dịch là số ra với liên quan báo chí. Đấy, cái số ra hiện tại của cái tờ tạp chí này có dự đoán rằng là cái giá ngô thì sẽ tăng 5% qua năm sau ấy ạ. Đây nó là cái số báo hiện tại nhá. Đúng nhỉ? Cái số báo là cái số ra của tờ báo đấy, ấn phẩm ấy. Đúng nhỉ? Số ra cho nó dễ hiểu nhá. Nhá, số ra hiện tại của tờ báo, cái từ issue. Rồi, ok cho mọi người nhá. Predict đây là đoán, người ta dự đoán, được chưa? Đấy, đoán là giá ngô làm sao? Tăng, đúng nhỉ? Tăng bao nhiêu thì là tăng 5% đấy. Đấy chưa? Hết luôn, chốt nhá. Bây giờ tôi tiếp vào câu 123 đi. Đúng nhỉ? À, 3B á. Ở đây mọi người sẽ thấy là bốn đáp án của chúng ta ở đây nó là bốn từ mà nó lần liên quan phần chia động từ mọi người ạ. Đấy, đã là chủ điểm liên quan đến chia động từ này rồi thì mọi người cứ nhìn sau từ still ấy. Đấy, bởi vì nhá, về cơ bản là sẽ hiểu như sau. Đại từ quan hệ này, đúng nhỉ? Đấy, cái động từ nó sẽ chia theo ông này nhá. Anyone who và those who này, nhớ này, anyone who này thì cái động từ sau thêm ss và nó chia theo anyone. Rồi còn nếu như là those who này, thì ông tề sẽ giữ nguyên thể và nó chia theo ông này. Đấy. Cho nên là động từ số ít, mà số ít thì chỉ có ông này thôi. Ông này vấp in bỏ qua nhá, hiện tại hoàn thành này. Đấy. Cái chỗ này nó tương đương như là mọi người lúc mà nhìn cái này mọi người sẽ phân vân, đúng nhỉ? Thế nhưng mà nếu mọi người chọn đáp án C này, bất kỳ ai vừa mới cần, đúng nhỉ, thì lại hoàn thành. Thế còn were needing thì là không phù hợp về chế động từ rồi đấy. Dạ. Ở đây nó là câu câu gì ạ?
À, liên quan đến câu đủ kiện, đúng nhỉ? Chứ cái chuyện này là nó chưa xảy ra, cho nên người ta không dùng thì quá khứ được. Hay là hoàn thành được, cái này nó là gì? Nếu như có ai đó vẫn cần phải take the fire safety training, có nghĩa là tham gia cái buổi mà training về phòng cháy chữa cháy đấy, thì nên làm thế đi, đúng nhỉ? Thì nên làm thế trước tháng này đi, trước cuối tháng này đi. The end of này. Đây là cuối tháng. Đấy, cái việc ấy nó là một cái lời gì đó để tuyên bố rằng là nếu ai đó có như thế này thì nên thế kia. Chứ không phải là cái việc gì nó đã xảy ra, cho nên chúng ta cũng không dùng thì quá khứ hay hiện tại hoàn thành cái gì đây cả. Chúng ta dùng hiện tại đơn như bình thường. Đấy. Rồi. Tiếp theo câu 124 nhìn tiếp này. Bốn đáp án đây chính là bốn từ khác nhau đúng không? Nhưng mà mọi người có nhìn thấy là vị trí ở chỗ trống của chúng ta nằm giữa to be và phân từ hai không? Chia theo cái từ pecan là xong. Đấy. Cái công ty công nghệ là mới nổi này, đấy, emerging có nghĩa là kiểu như là nó đang nổi lên đấy, thì chấm 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 bắt đầu chuyển sang, đúng nhỉ, chuyển sang cái ngành công nghiệp gọi là giao hàng shipping industry đấy. Theo cái cách mà gì ạ, mà trước đây không thể nào có thể tưởng tượng được, đúng nhỉ? Once nghĩa là đã từng, trong trường này nghĩa là đã từng nhá, đúng nhỉ? Unimaginable đấy, đã nào. Nếu như mọi người chọn đáp án A thì có nghĩa là đã, đúng nhỉ? Đã bắt đầu chuyển đổi. À, đúng rồi, đã hoàn thành, hợp lý, đúng nhỉ? Dùng trong từ hoàn thành chúng ta sẽ có have, has, và chúng ta sẽ cộng với already, nhấn mạnh cái sự đã rồi, đúng nhỉ? Và verb phân từ hai. Đấy, đã hoặc là rồi. Đấy, đã làm cái gì đấy rồi nhá. Nào, thế bây giờ exactly là một cách chính xác, đúng không? Hardly có nghĩa là hiếm khi. Đây là trạng từ tần suất nha, chứ không phải là hard, trạng từ của hard đâu. Đấy. Không giống nhau nhá, nhỉ? Và cuối cùng đó chính là closely, là một cách rất là mật thiết, gần gũi đây. Đúng chưa? Thế thì tôi chọn là gì? Đã rồi, đã bắt đầu chuyển sang cái ngành công nghiệp là giao hàng. Theo cái cách mà trước đến nay họ không có thể tưởng tượng ra được, đúng nhỉ? Đang nổi này, là những cái công ty đang nổi hoặc là những cái công nghệ đang mới nổi lên đây này, hay là kiểu như là mới đấy. Đấy. Không thể tưởng tượng được nhá. Còn từ once này, nhớ này, once của chúng ta nhá, ghi xuống đây nhá, chưa? Once nhá, thì thông thường này ai cũng biết rằng nó là liên từ đúng không, nó là trạng từ chính, trạng từ chỉ thời gian đúng không. Đấy, bây giờ nhá, tôi có thể cộng với mệnh đề, nhưng nó có nghĩa là một khi. Đấy, hay sử dụng trong thì tương lai, đấy chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy once, chúng ta sẽ liên quan đến tần suất, đúng nhỉ? Đây là một lần. Đấy. Cái thứ hai nữa là once nghĩa là đã từng. Và trong trường hợp này thì chúng ta đúng là đã từng thật, đúng nhỉ? Đấy. Em vừa mới thi xong rồi, đề khó quá à. Đấy. Đấy, bạn nào mà đi thi nhá thì nhớ đi thi sớm đi, đề nó càng ngày càng khó đấy. Thi được sớm vẫn là tốt nhất, đúng nhỉ? Câu 25 đi, câu 25. Câu 25. Rồi, bây giờ cả nhà nhìn này, bốn đáp án của chúng ta là bốn từ vựng khác nhau nhá, cho nên mọi người phải dịch, đúng nhỉ? Đấy. Khó gấp đôi 2023. Úi giời, ghê thế. Rồi, cố gắng lên nhá, cố gắng lên. Ôn nhiều vào, ôn mạnh vào. Chứ ôn này là chưa đủ đâu, ôn mạnh vào. Tiếp tục. Nào, cả nhà nhìn này, đằng trước, đằng sau tôi không xét nữa nhá, đúng nhỉ? Đấy, bây giờ tôi chỉ xét đằng trước thôi. Bây giờ tôi xét này, là cái quyển sổ tay nha, trong công ty này. Đấy, cái quyển sổ tay nó làm sao? Nó có outline ra, tức là nó có gạch ra, nó phác thảo ra những cái gì đấy rất là cao mà cái người nhân viên ấy, người ta mong muốn là có thể đáp ứng mỗi ngày ấy. Thế đi được cái từ đáp ứng đấy, đúng nhỉ?
Đây này, đi được với từ đáp ứng này. Những cái gì đấy cao mà nhân viên muốn đáp ứng. Đáp ứng được cái gì ạ? Đáp ứng cái gì nhỉ? Đi được với từ đáp ứng chúng ta có chuyên gia. Ôi sẽ lại chuyên gia vô lý nhỉ. Outline những người chuyên gia cao mà chúng tôi muốn đáp ứng à? Không được. Tài khoản à? Không ổn, đúng nhỉ? Đề xuất. Cuối cùng là tiêu chuẩn, cái này hợp lý hơn đúng nhỉ? Tức là người ta có đưa ra rất là nhiều những cái tiêu chuẩn cao mà nhân viên đang mong muốn là cần phải đạt được mỗi ngày. Thế tôi chốt đáp án này đi. Đấy. Meet standards, meet deadline, meet requirement đúng nhỉ? Đấy, là một số từ có đi với meet. Mong chờ này. Outline là phác thảo ra, đúng nhỉ? Có đưa ra một số những cái gạch đấy. Đấy. Handbook là sổ tay. Đấy chưa? Hết nhá. Tóm lại là vẫn là câu đây. Đi với từ là standard, đúng nhá? Meet standard. Nghĩa là đáp ứng cái tiêu chuẩn. Chưa? Meet deadline. Đúng nhỉ? Kịp lịch hẹn nhá. Meet requirement, đáp ứng được những cái yêu cầu. Đấy. Rồi, xong. Đúng rồi, meet là đáp ứng. Đấy, nó tương đương như accommodate trong một số trường hợp ấy. Đấy. Câu tiếp theo này, câu 116 hoặc 126 nhá. Bây giờ cả nhà nhìn thấy này. Úi giời, nhìn chủ điểm, đại từ, đúng chưa? Đã là chủ điểm, đại từ. Bây giờ tôi phải nhìn trước nhìn sau chỗ trống. Because cộng mệnh đề, ok, đúng nhỉ? Đằng sau nó là chủ ngữ chắc, đúng không? Đây. Chủ ngữ được tạo ra bởi N1 cộng giới từ, đúng nhỉ? Và cộng N2. Chuẩn chưa? Danh, giới, danh. Đấy, động từ chia theo N1. Đấy. Có nghĩa là từ have nó đi cùng với N1 là nó phải rộn số nhiều, đúng không? Thì mọi người sẽ hiểu như sau. Anybody, everybody, đại từ bất định nhá. Động từ chúng ta phải chia số ít là thêm S, đúng không? Đấy. Any, hay dùng trong câu hỏi hoặc câu phủ định. Those, cộng với danh từ số nhiều hoặc ám thị trong một danh từ số nhiều đây, đúng nhỉ? Đấy, nó phải cộng với danh từ số nhiều nhá. Tức là những cái đó, đúng nhỉ? Some nghĩa là vài, nó sẽ tương đương như là vài người, some hoặc là some people, đúng nhỉ? Trong số những người kia. Vài tương đương như là vài người đấy. Cái này hợp lý này. Đấy. Those là những cái đó mọi người ạ. Đấy. Hoặc là những cái người, người mà thì nó phải liên quan đến mệnh đề quan hệ ha. Những cái đó, người đó chẳng hạn. Vì đúng nhỉ, một vài người trong ban giám đốc ấy, người ta có bị trùng lịch nhá. Cho nên là hội nhưng họp họp ban giám đốc ấy thì sẽ phải chuyển đến cái ngày mà khi mà tất cả người đều có thể tham gia. Sau those không được không? Those nó là đại từ chỉ định, phải có danh từ sau, danh từ số nhiều. Chưa ạ? Còn nếu mà nó không thấy có danh từ sau nhá thì nó sẽ là cái trường hợp liên quan đến those, trường hợp liên quan đến mệnh đề quan hệ. Đúng nhỉ? Those who nhá. Chưa ạ? Tóm lại là thằng này này sẽ bằng với thằng now that, đúng nhỉ? Mọi người thấy hay mọi người thả tim đi. Đúng nhỉ? Since này. As. 15.000 tim được không? Since, as, đúng không? Now that. Đấy, because cộng mệnh đề. Đấy, chính nó đây. Đúng nhỉ? Scheduling conflict này. Cái này là trùng lịch nhá. Yeah, bạn nào mà đang ở trong cái buổi học này ấy, mà muốn lấy phần nốt này thì cứ tí nữa hết giờ thì mình gửi trong nhóm giải đề trong link bio rồi kênh cho. Thế còn nhớ là video mà bạn nào có hỏi muốn xem lại từ đến cuối giờ nhá, thì mình nói một thể không có nó đang giải dở. Đấy. Câu 127. Bây giờ tôi thấy bốn đáp án của tôi nó là bốn từ khác nhau đúng không? Thế bây giờ mình phải dịch nhưng nhá, nhưng này. Nhưng cái câu này chủ ngữ của tôi đây. Dự án này nó làm sao cái sự hợp tác đúng không? Có nghĩa là nó thiếu một cái động từ chính gì. Đấy, thế cái dự án nó làm sao sự hợp tác này? Pass này là gì? Đưa, vượt qua. Vì tôi em vượt qua bài kiểm tra rồi, I pass rồi đúng không nhỉ? Đấy, đi qua được không? Decide thì to verb. Dự án thì quyết định là không được rồi. Người thì mới là quyết định. Nên tôi cứ đặt nó xuống nhá. Require là yêu cầu. Được yêu cầu hợp lý này, yêu cầu sự hợp tác này. Perform nghĩa là trình diễn, thực hiện. Đúng nhỉ?
trình diễn, thực hiện. Bây giờ tôi bảo dự án nó có yêu cầu cái sự hợp tác, đúng không nhỉ? Đấy, yêu cầu cái sự hợp tác của một vài những cái đội ở khắp trong công ty ấy. Khắp là across, across cũng có nghĩa là băng từ bên này sang bên kia, băng qua từ bên này sang bên kia đấy nhá. Những từ hay gặp trong bài thi TOEIC thì nhớ là highlight nó lại nhá. Đấy, còn đây là cái sự hợp tác, được chưa? Đây này, nhớ nhá, còn từ across này là nó khắp, nhớ là dịch từ khắp. Còn nếu mà không thì mình sẽ dịch nó là băng qua, trong trường hợp mới lại về across the road, đúng nhỉ? Đấy, across the street, vân vân đấy, đúng nhỉ? Several là vài, cái này thì ông cộng với danh từ số nhiều nhá. Thế còn thích dùng từ across nữa thì mọi người có thể cộng với lại from nhá, thì nó sẽ nghĩa là đối diện, chưa? Lúc đấy sẽ tương đương với từ opposite, ok chưa? Đấy. Tiếp theo, câu 128 này, 4 đáp án liên quan phần chưa động từ, đúng không? Thế bây giờ đã chưa động từ rồi, đúng không nhá? Thì bây giờ tôi phải bảo gì? Tôi phải liên quan từ by, 6 cách dùng của by này, by cộng đại từ phản thân này, by cộng verb in ám chỉ cách thức này, by cộng phương tiện này, by cộng là gì ạ? Thời gian này, trong thì hoàn thành này, by cộng với lại số liệu này, đúng không? Rồi by cộng 10 là câu bị động. Đấy, chưa? Ồ, mọi người nhớ là từ nãy mình có bảo là cuối giờ những cái bạn mới nhá, thì mình có quà tặng cho mọi người nhá, thì để ý nhá. Hết câu 30 không có bị miss đấy, thì phí đi nhá, mình chỉ có nói cho mọi người một tí thôi, 1-2 phút thôi, rất là nhanh thôi. Mình nên là mọi người phải để ý. Rồi, thế liên quan đến 3 cộng với người là câu bị động rồi, nằm trong 6 cách dùng của nó mà. Thế bây giờ tôi nghi đáp án nào là bị động ạ? Nhớ là câu bị động phải có to be với phân từ 2 mới là câu bị động. Thằng này vấp vinh ở cuối này, bỏ qua này. Ông này lại còn chả có to be, cũng chả có vấp phân từ 2 nữa, bỏ qua. Đúng không? Có hai ông này là bị động. Bên này là bị động hiện tại hoàn thành, đây là bị động tương lai đơn nhá. Nhìn thấy until không mọi người? Until hay sử dụng trong thì tương lai đơn. Chưa? Tuy nhiên nhá. Cái vấn đề nó là như thế này. Mặc dù until hay sử dụng trong thì tương lai đơn, nhưng nó không phải là thì tương lai đơn nằm ở chính cái mệnh đề có chứa until, mà nó nằm ở cái mệnh đề còn lại. Bởi vì sao mọi người biết không? Cái mệnh đề điều kiện thì không ai sử dụng cái đó cả, phải là mệnh đề kết quả, có nghĩa là cái việc có xảy ra hay không, nó phải nằm ở mệnh đề kết quả nhá. Cho nên là tương lai nó phải nằm ở cái chỗ này. Nên chỗ này là tương lai rồi, nên until chúng ta sẽ bỏ qua tiếp, không có tương lai gì hết ở đây nhá, nhớ chưa? Thế chỉ còn mỗi ông has been thôi. Đấy. Ok chưa? Động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, không chia tương lai hoặc tiếp diễn. Chính xác luôn. Không chia tương lai hoặc tiếp diễn. Nhớ nhá. Tôi nói rằng cho đến khi mà được duyệt bởi chosen đúng nhỉ, thì chúng ta không thể gửi cái quyển booklet giảm giá của cửa hàng này cho bên in được, đúng nhỉ? Cho máy chuyên bên bên máy in đấy, đúng nhỉ? Rồi. Chúng ta có từ phê duyệt. Đấy, từ này có nghĩa là duyệt này. Dạ. Thế còn danh từ của nó đúng không? Danh từ nó tôi có nữa là approval nhá. Ok chưa? Rồi. Đấy, cái câu này về cơ bản thì nó cũng vẫn dễ lại trừ được đúng không? Đấy. Hết câu số 28 chưa? Đến câu số 29 nha. Bây giờ tôi nhìn tiếp này. Hình như là tất cả cái này chẳng có cái nào cộng cụm cả, mà đằng sau chỗ trống cũng chẳng có cái nào là chẳng có cái nào cộng mệnh đề cả. Đấy, mà đáp án thì cũng chả, chỗ kia cũng chả có chỗ nào cộng mệnh đề hết. Nào, thôi dịch thôi, đúng nhỉ? Closure nghĩa là đóng, đóng nhá. Đóng dịch vụ ấy, ý kiểu là nó không làm việc thôi. Thì chúng tôi đang tìm kiếm một cái công ty giao hàng mới. À, cái nghĩa kia là cái công ty vận tải, công ty giao hàng kia nó không làm việc. Nên bây giờ chúng tôi đang tìm một cái công ty mới, đúng không nhỉ? Đấy. Thế phải là vì chứ, vì ông kia đóng cửa nên chúng tôi tìm ông mới. Vì đâu ạ? Vì chính là in light of. Đây có nghĩa là vì, cái này rất hay gặp này. Đấy. Nó sẽ tương đương với due to, tương đương với owing to. Đấy. Tương đương với in view of. Vì, đúng nhỉ? Cộng cụm danh từ verb in. Đấy. Đấy là because of đấy. Đúng rồi, ai cho cái từ phổ biến, đúng nhỉ? Đây, because of cũng là nó đấy. Đấy. Just as, chỉ khi, không được, không được, đúng nhỉ? Inspire cũng cộng cụm danh từ verb in nhá, nghĩa nó là mặc dù. Còn đây là theo như, tôi cộng với một nguồn thông tin nhá, tức là cộng với N, được không? Đấy. Tất
cặn từ này thì cả ba đáp án A, C, D thì đều thường gặp trong bài thi Đỗ X hết, nên mọi người ưu tiên học nó trước. À, tôi nói là vì là vị đóng dịch vụ đúng không nhỉ? Đấy. Cho nên là chúng tôi đang tìm kiếm một công ty khác đúng nhỉ? Thì tôi chốt. Đây là tìm kiếm. Kiểu như là search for đấy. Đúng không? Rồi, tiếp theo câu cuối cùng nha. Nhớ này, cả nhà nhớ nha. Hết câu cuối cùng mình sẽ hướng dẫn những bạn nào vừa rồi có hỏi đấy. À, chịu khó là mình tập trung nhá. Hết câu cuối cùng này. Câu 130. 130 nào. Cái câu này nhá. Cái câu này thề mọi người luôn, làm được 29 câu rồi, thế mà còn đúng một cái câu cuối cùng này thôi. Nó lắm từ vựng quá thể luôn. Đấy, đúng nhỉ? Thế bây giờ thôi sao? Bây giờ tôi phải chọn theo tâm linh thôi, đúng nhỉ? Cái câu nào mà tôi chọn được thì chọn, còn không chọn được thì thôi nhá. Được chưa? Rồi, từ vựng không quen thuộc tí nào à? Đúng rồi, thề mọi người luôn, đây là cái từ vựng không quen thuộc với mọi người. Đáp án ấy cũng bớt mỗi câu D á, nhưng mà không thông tin tiềm năng là không được. Mình có thể loại trừ ngay nhá. Bỏ luôn, đúng không nhỉ? Thông tin tiềm năng, từ, đúng không nhỉ? Cái đáp án mà mọi người chọn chưa chắc đã ok đâu. Ví dụ nhá, bây giờ cả nhà sẽ cùng nhau học này. Ví dụ như cái đáp án nào của chúng ta, supplemental á, từ đấy có nghĩa là bổ sung đấy. Bổ sung đấy. Đây gì? Từ này đúng không? Cái từ đáp án A này này của chúng ta là cái từ mà nó nghĩa là kiểu tùy tiện ấy, đúng nhỉ? Đấy. Tùy ý đấy nhỉ? Tùy ý nhá. Đấy, còn đáp án C của chúng ta là superfluous, nghĩa là superfluous nghĩa là kiểu thừa, vô dụng nhá, thừa, vô dụng, không dùng nhá. Thừa thãi nhá. Rồi, ok. Thế còn cuối cùng nó là tiềm năng mọi người ạ. Ví dụ như chúng ta có từ potential client đúng không ạ? Là khách hàng tiềm năng. Đấy. Đấy, được chưa? Thế thì mọi người chọn đáp án đi. Cái thông tin gì mà được cung cấp bởi cái quyển sách quảng cáo này đã giúp cho những cái ứng viên người ta có thể hiểu được các cái điều khoản của các cái khoản vay. Đấy. Nào. Brochure, đây là sách quảng cáo này. Đấy chưa? Đây là sách quảng cáo. Cái từ appliance, đây là kiểu cái người ứng viên ấy, người đi xin việc ấy. Đấy, thì người ta sẽ gọi là appliance nhá. Rồi. Her Lim Shop là ai? Ho ta. Đấy. Ứng viên. Đây là cái khoản vay nhá. Nếu nhận điều khiển ở trong cái khoản vay của họ. Đúng nhỉ? Đấy, một chương trình cho vay đó. À, xong chưa? Cái kia cũng là bổ sung thêm vào, nhớ nhỉ? Đấy. Sách quảng cáo đây. Đấy, đây có nghĩa là điều khoản nhá. Điều khoản. Ok chưa? Đấy. Rồi. Đây là cái người đi xin việc. Còn nếu như mà chẳng hạn như mà họ mà đã là thành nhân viên rồi thì đương nhiên là người ta sẽ dùng cái từ employee rồi, đúng không nhỉ? Thế còn cái từ term là điều khoản nhá, giống như là provision đấy, đúng không nhỉ? Đúng rồi, khoản vay, vay nợ, đúng không nhỉ? Provision có thể bằng cái từ term được ấy. Đôi khi người ta có thể dùng như thế, đúng không nhỉ? Đây là điều khoản nhá, ok chưa? Thế thì mình phải là cái thông tin bổ sung được cung cấp bởi cái quyển sách kia giúp cho ứng viên hiểu được các điều khoản của khoản vay, đúng không nhỉ? Cái từ gì ạ? À, bạn nào bạn hỏi ấy nhỉ? Từ gì? Từ supplementary á. Supplementary, à nó cũng là bổ sung đấy mọi người. Hai từ đều có nghĩa là bổ sung, đúng nhỉ? Nhưng cái kia nó hay dùng cho vật đấy. Cái từ supplementary ấy, cái đuôi cherry này này, rất là hay nhá. Tức là có một cái lần mà mình nhớ là mình ngày xưa lúc mà mình có tra nhá, lúc ngày xưa mình có tra cái từ supplementary này này, hình như là nó cũng có nghĩa là bổ sung ấy, kiểu như là phụ đấy, thêm vào ấy.
Thế nhưng mà trong cái tưởng tượng như là mình thường hay nói là tài khoản bổ sung đúng không nhỉ? Cũng có, cũng dùng được từ này, đều có nhá. Còn nếu mà mình dùng từ supplemental có nghĩa là extra, extra bổ sung vào, là thêm vào. Đấy, còn supplementary có thể hiểu nó là một, có thể là một một cái thêm vào, thêm vào một cái nữa, một cái khác. Còn về cơ bản thì hiện tại bây giờ mình đang dùng cái từ này đang chung chung như nhau. Đấy. Cả nhà có thể tìm hiểu thêm nhá. Cả hai từ này mình thấy đều như nhau rồi. Đấy, bởi vì nó giống như cách viết khác ấy. Nó chả có gì khác thay đổi cả. Đấy. Mình thấy nó đều dùng như nhau, bình thường mình vẫn dùng. Đấy. Có thể giải thích lại câu 128 á. 128 ở chỗ này cái gì? Chỗ này từ nãy mình nói từ ăn trưa mọi người không hiểu lắm đúng không? Tại vì cái chỗ này là phải liên quan ngữ pháp cơ bản. Đây nhá mọi người nhớ này, mình đã nói là gì? Mọi người học lại trong cái khóa ngữ pháp ấy mà mình có tí nữa. Bạn nào ở cuối giờ nhá, mình sẽ tặng cho. Tặng cho những ai mà tham gia và phải nhớ là phải làm theo điều kiện thì sẽ được tặng. Nhớ này, cái từ until này nhá, mình đã nói là trong cái mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ấy, người ta cái động từ này không chia tương lai và tiếp diễn. Người phải hiểu như là cho đến khi nó được duyệt thì chúng tôi không thể nào cung cấp được. Thì đây nó là cái kết quả, cái kết quả có thể xảy ra hay không thì người ta sẽ dùng tương lai được. Còn điều kiện thì không dùng như thế, điều kiện người ta không không nói là cái việc đó đã xảy ra hay không, nó chỉ là cái ngữ cảnh, cái bối cảnh đưa ra thôi. Đấy. Và cái quy định của người ta là gì? Không được chia tương lai tiếp diễn nhá. Rồi, ok, hết 30 câu rồi. Rồi, bây giờ sẽ đến thời gian mình tặng quà này. Rồi. Những bạn nào mà mới tham gia nhá. Đấy, thì bây giờ chú ý vào đây này, mình chỉ hướng dẫn trong 1-2 phút thôi. Đấy, ok ạ. Và mình sẽ gửi cái phần nốt này này. Đấy, cho cả nhà này, cả nhà có thể xem nhá. Rồi, ok. Cái chương trình mà hiện tại bây giờ này nhiều bạn hỏi là em có thể xem lại được video không đúng không? Em có thể xem lại video để em ôn lại không đúng không? Có chứ, cái câu vừa rồi là phải ôn lại đấy. Thì mọi người an tâm. Các bạn có thể ôn lại được tất cả các video mà mình già mình like nhá. Tất cả các video. Đấy. Tất cả video nào like mình đều, mọi người đều có thể xem lại được hết. Mọi người nghe hướng dẫn này. Chỉ trong 1-2 phút này thôi. Nhá. Và mình thường nhá. Ở đây mình thường hay giải này part 5, 6, 7 và mình sẽ giải 2K trong một ngày. Thường là mình giải toàn bộ part 5, 6, 7 giải 2K trong một ngày và mình giải cả tuần luôn mọi người ạ. Đấy, ngày nào cũng giải liên tục. Buổi trưa thì mình sẽ giải vào lúc 11:30. Buổi tối thì mình thường hay giải lúc 22:15. Vào cái khung giờ tối thì mình sẽ hay giải trong nhóm riêng. Và trong đây thì mình thường hay giải part 6, part 7. Nên từ nãy bạn nào có hỏi đấy. Thì part 6, part 7 mình sẽ dò hỏi trong đây nhá. Thì cái này thì mình được gọi là live VIP giải đề. Đấy. Và đối với những bạn nào chưa biết này thì trong cái nhóm này thì mọi người hoàn toàn có thể xem lại được toàn bộ các video nhá. Đúng rồi, tí nữa mình sẽ chỉ cho nhá. Đây, xem lại được video nào mình giải đều có thể xem lại được hết. Đồng thời là khi mọi người vào học ấy thì mình cũng sẽ tặng cho cả nhà luôn 200 video giải đề mà Live VIP giải đề có giải cùng với nhau mà thuộc đều là các bộ của ETS nhá, từ 2016 đến tận 2023. Cả nhà thích giải cái bộ nào cũng được nhá. Đấy, em muốn xem lại livestream đúng không? Có luôn, không những xem lại livestream mọi người còn được học trực tiếp với mình ngày nào cũng thế nữa cơ. Và thứ hai là mình cũng sẽ cấp luôn cho cả nhà cái thư viện đề thi nhá. Thư viện đề thi thì mình cũng sẽ bao gồm cả nghe và đọc luôn. Tức là có toàn bộ này, nghe, đọc này, tức là có đề này, có audio để nghe này, có phần transcript, phần giải của sách này, để mình có thể làm check đáp án này, có hết luôn, không thiếu cái gì cả nhá. Thế còn nếu mà trong quá trình học ấy, thì mình cũng có cái nhóm hỗ trợ học tập ấy. Bạn nào mà thích hỏi cái gì nhá, cần hỗ trợ cái gì, em không biết làm cái gì ấy, cả nhà cứ nhắn vào đấy, mình sẽ hỗ trợ 24/24 và giải đáp cũng như hướng dẫn mọi người học. Đúng không nhỉ? Đấy. Lai lại á? Tại sao lại lai lại nhỉ? Đây mọi người nhìn xem, mình đang ngồi trực tiếp đây sao lại lai lại nhỉ? Chưa bao giờ lai lại một lần nào nhé, mọi người chú ý nhé. Không bao giờ lai lại luôn. Thứ sáu là mọi người tất cả những cái trên ấy nó đều cập nhật trong cái file quản lý nhá. Được chưa? File quản lý này. Đấy, toàn bộ cái này đều cập nhật trong file quản lý nhá. Đây. Rồi, đây này. File quản lý đây này, mình sẽ chỉ cho cả nhà biết nhá. Rồi. Đây. Đây chính là cái file quản lý mà tất cả những bạn nào ở trong nhóm live VIP mà hiện tại bây giờ các bạn ấy thường có này. Đây. Đây là cái lịch live thông tin của tháng 1 này. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Đây nhá. Mọi người có thể tải đề tháng 1 ở đây và toàn bộ lịch live sẽ có hết ở trong này rồi. Đấy, bộ đề 2024 này, 2022 này, tất cả các bộ đề của ETS nhá đều có ở trong này hết. Mọi người nhìn thấy chưa?
Đấy, trong cái phần bộ đề tháng 1 thì sẽ có hai cái bộ đề mới nhất là 2023, 2024. Đặc biệt là 2024 mình cũng đã cập nhật ở trong cái live VIP này rồi. Còn lại là tất cả những bộ đề khác nhé, cả nhà có thể kéo xuống, đúng không nhỉ? Bao gồm cả lịch live của toàn bộ các cái giờ live của mình này, 2024, 2023, 2022, 2019, 18, 17, 16, 15, à 16, có hết, không thiếu cái gì cả, đúng không nhỉ? Ví dụ như cả nhà muốn xem lại video đúng không? Ấn vào cái chỗ này thôi thì cả nhà có thể xem lại được. Đây là cái video mà mình có giải này. Đó. Thì bạn nào bận nhá, hoặc hôm nào mình không xem được ấy, hoặc là cần ôn lại, cả nhà cứ mở ra là được. Chưa? Có hết, không thiếu cái gì cả. Bát 6 này, ai vừa hỏi bát 6 đúng không? Đây, bát 6 đây. Bát 6 mình có giải trực tiếp vào buổi tối. Nhá, cả nhà cũng sẽ có video để ngồi ôn lại bình thường. Đấy, ok chưa? Và bây giờ mình đang giải bộ 24 ấy. Đây nhà cả nhà nhé, mọi người nhìn này. Bát 6, bát 7 này, đặc biệt bát 7 nhá. Hiện tại bây giờ live VIP đang giải 2024 bát 6, bát 7 buổi tối. Đây này, mọi người nhìn không? Những ai mà có vấn đề trong bát 7 này nhớ này, bao giờ mình cũng sẽ có 3 video chiến lược nhá, hướng dẫn mọi người cái cách đọc đọc bài. Ai mà muốn học bát 7 tốt phải học cái 3 cái video chiến lược này nhá. Mọi người chờ xíu mình hướng dẫn cụ thể cho tí nữa, trong vòng mình chỉ hướng dẫn trong vòng vài chục giây thôi, nhà cần chú ý. Tí nữa mình hướng dẫn cách vào nhóm rất nhanh. Chưa? Đây này, cách bài đọc này. Dạng bài đọc đơn, dạng bài đọc các thứ này. Rồi hướng dẫn mọi người cái cách chọn đáp án dễ hơn nhé. Chọn cái câu dễ hơn và chọn câu lọc các câu khó, các thứ ấy, đều có hết ở trong này. Bát 7 nó sẽ có phương pháp làm của nó đấy. Đấy nhá nhỉ? Đấy, thì đây là các cái video mà các bạn trong nhóm live VIP chúng ta đã học và đã giải này. Đấy, ngoài cái việc là ngồi học mà trực tiếp với mình 2K trong một ngày ra thì toàn bộ video mọi người có thể ôn lại hết. Đều có hết ở trong này. Mình thích ôn bộ nào, ôn văn đề nào thì đều có hết. Đây này, mình đang giải cho các bạn ở đây này. Đấy, buổi tối thì mình sẽ giải trong nhóm này nhá. Buổi tối giải trong nhóm này luôn. Được chưa? Đây mọi người nhìn này. Đấy, buổi tối là giải trong nhóm này nhá. Đấy, được chưa? Đấy, còn đây này. Đấy, buổi tối hôm qua vừa giải này, bắt 7/2024 này. Đấy, được rồi, thế thôi. Bây giờ hướng dẫn nhá, bây giờ hướng dẫn vào nhóm này. Mọi người nhanh nhá, mình chỉ hướng dẫn trong 1-2 phút thôi. Đấy, bạn nào mà chậm thì mọi người chịu khó nhá. Còn nếu mà, đúng nhỉ? Đấy, ai chậm thì thôi mình chịu khó nhá. Live VIP thì chúng ta sẽ học trọn đời, mình không hạn định thời gian của mọi người trong này đâu, cứ học đến khi nào đạt mục tiêu là được. Cứ học 2K trong một ngày và chúng ta sẽ học cả tuần với nhau. Được chưa? Mình sẽ live cả tuần luôn. Và mọi người sẽ có toàn bộ video để ôn lại thoải mái luôn, không hạn định thời gian. Phí tham gia là bao nhiêu đúng không? Chỉ có 200k thôi. Nhưng mà mình nhắc lại này, 200k ở đây nó chính là một lần duy nhất thôi nhá. Một lần và học mãi mãi nhá. Mình không hạn định thời gian đâu. Cả nhà cứ học đến khi nào đạt mục tiêu là được. Cứ học vô tư. Đấy. Và vừa rồi các bạn nào hỏi có ngữ pháp không á? Ok, tất cả những ai tham gia live VIP trong cái buổi live ngày hôm nay, mình sẽ tặng luôn cho cả nhà cái khóa ngữ pháp TOEIC luôn. 3 món quà nhá. Khóa ngữ pháp TOEIC này, ai yếu đúng không? Học thêm cái này này, cộng thêm cả bài tập nữa, có 30 bài. Thoải mái luôn nhá. Có cả ebook từ vựng nhá. Từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC này. Đấy, mình cũng sẽ lọc luôn cho cả nhà để cả nhà thoải mái đỡ phải tìm nhá. Được chưa? Đấy, đây này. Đây chính là cái ebook từ vựng này. Đấy, cũng như là bộ ngữ pháp, khóa ngữ pháp đây. Ví dụ mọi người yếu một cái chủ điểm nào đó đúng không? Ở đây mình có 30 chủ điểm thường gặp. Đấy. Thì mọi người nhớ nhá, bất kỳ một bài học nào mọi người thiếu chỉ cần ấn vào trong bất kỳ bài học nào thôi. Ví dụ từ nãy mình có hướng dẫn mọi người cái cách phân tích thành phần câu đúng không? Thì mọi người nhớ là phải biết phân tích thành phần câu như thế này nhá. Để mới biết câu thiếu loại từ nào chẳng hạn như vậy. À, câu nó được thành lập như thế nào. Đấy chưa? Đấy là cái bài đầu tiên mọi người cần phải biết, động từ liên kết, linking verb nữa, vân vân. Xong rồi bài tập thì kéo xuống dưới cùng, kéo xuống dưới. Đây, đây này, bài tập ở đây này. Đấy, thì mọi người mở ra, mọi người yếu bài nào thì cứ ấn vào đó, làm bài tập bình thường nhá. Đấy, không, từ từ đã, mình hướng dẫn mọi người đã, từ từ nhá, mọi người phải nghe hướng dẫn, nó không có mình bị miss phần này đấy. Ấn vào đây đã. Đấy, từ từ nhá. Đấy, chuẩn bị hướng dẫn này, nếu mà miss là mất luôn rồi này. Nghe hướng dẫn đã. Đây. Bài tập đây. Ok chưa? Đấy, toàn bộ bài tập nhá, cũng sẽ không hạn định thời gian, cả nhà làm thoải mái. Ok chưa? Đặc biệt nhá. Đấy. Rồi. Đây, đây là ebook từ vựng này. Ebook thường gặp trong bài thi TOEIC này. Đấy. Cả nhà có thấy không? Một từ mà học được 2-3 từ luôn nhá. Đỡ mất công. Và vì mình đã tiện lọc cho cả nhà rồi thì cả nhà không cần phải tìm nữa. Mà cho dù có tìm thì cũng không tìm đúng được. Nên là thôi, mọi người cứ học theo cái này đi. Cộng thêm học live với mình 2K trong một ngày và cả tuần nữa. Đấy. Còn toàn bộ là video mình sẽ được ôn lại hết, không lo nhá. Và cũng như là tặng cho cả nhà luôn cái bộ 2024. Đấy, bản đẹp luôn. Đấy. Ok chưa? Bây giờ sẽ là cái cách vào học đây này, vào nhóm đây này. Rồi.
Bây giờ hướng dẫn nhá, trong vòng có mấy chục giây thôi. Để có thể tham gia live VIP với một khoản phí một lần duy nhất thôi, đóng một lần duy nhất thôi nhá, là 200k này, được học 2k trong một ngày vào cả tuần và có toàn bộ video ôn lại nhá. Tặng ba cái bên dưới bằng cách này, làm theo hai bước. Mọi người làm theo hai bước nhá, nghe rõ này. Bước số 1 là chụp ảnh cái màn hình này lại này để mình biết mọi người có học nhá. Chụp màn hình lại trong vòng 10 giây thôi nhá. 10 này, 9 này, 8 này, 7, 6, chụp chưa? 5, 4, 3, nhanh nhá, chuẩn bị chuyển màn hình này. 2 này, 1 này, ok, hết giờ rồi. Xin phép mọi người nhá, bạn nào mà chưa chụp được thì mình để lần sau nhá. Mọi người ấn vào cái link bio đầu kênh đi. Bạn nào mà dùng điện thoại thì ấn vào chữ IMAX Stoic ở trên góc bên tên trái màn hình ấy. Sau đó chọn vẫn mở. Đấy, chưa? Đấy, chọn vẫn mở này. Sau đó là kéo xuống dưới cùng, kéo xuống. Đấy, 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 ấn vào cái chỗ nhắn ngay này này. Gửi cảnh vừa rồi nhá, trực tiếp cho mình. Và phải có cái dòng là đăng ký live VIP nhá. Mọi người phải có hai bước, bước số 1 là chụp ảnh màn hình, sau đó nhắn vào đây. Nhưng với phải một cái dòng chữ là đăng ký live VIP nhá. Nó phải có hai cái yêu cầu như vậy thì mọi người mới đủ điều kiện tham gia. Thế còn nếu mà mọi người chưa chụp ảnh hoặc là thiếu cái điều kiện gì nhá thì xin phép là mọi người là thôi mình để lần sau nhá. Được không? Đấy, và mình chỉ có 30 giây thôi, mọi người làm luôn nhá. Hết 30 giây là mình sẽ xin phép là tắt like này. Đấy, những bạn nào mà đủ duyên thì cùng nhau tham gia học thì hẹn gặp lại mọi người lúc 10:15. Còn nếu mà không thì hẹn mọi người trong những chương trình sau, đúng nhỉ? Rồi, ok, 30 giây bắt đầu. Đấy, ok. Đấy, mình thấy cái chương trình live VIP này rất là hay, cho nên là hy vọng là những bạn nào mà đang khó khăn trong vấn đề học TOEIC thì mọi người sẽ biết đến chương trình này. Đấy. Hết 30 giây thì mình sẽ tắt like nhá. Nhớ là phải có cái chữ đăng ký live VIP ấy thì mới được đủ điều kiện. Thế còn nếu mà không là mình không chịu trách nhiệm, không biết đâu. Đấy. Sau đó làm theo hướng dẫn nhá. Nhớ chụp ảnh và làm theo hướng dẫn. Điện thoại thì bấm nút gì á? Điện thoại thì ấn vào cái chữ IMAX Stoic ấy ở trên góc trên cùng đây này. Đây này, ấn vào cái chữ IMAX Stoic không? Ở trên góc trên cùng đây này. Đấy. Ấn vào đấy thì mọi người sẽ được hiện ra đầu kênh. Và những bạn nào mà có nhắn cho mình cái này thì mọi người nhớ làm theo hướng dẫn nhé. Và bạn nào mà thành công thì mình sẽ xác nhận cho. Và chỉ khi đăng ký thành công thì chúng ta mới được tham gia live VIP nha mọi người nhé. Tối nay thì 10:15 giải tiếp bắt 7 của bộ 2024. Đấy. Và mọi người an tâm, live VIP và nó là một trong số các cái team mà giải nhanh nhất tất cả các bộ. Đấy. Không thiếu bộ nào nhá. Có tất. Rồi. Ok. Rồi, xin phép mọi người nhá. Mình đã thấy có một số bạn cũng vừa mới nhắn tin cho mình thì mình xin phép tắt like nhá, và mọi người nhớ là tối nay là 10:15 nhá. Đấy. À, từ từ đã, để xem nào. À, đây là mình có nhìn thấy một số bạn đây, mình xác nhận đã, từ từ đã. Đấy nhờ. Rồi, bạn nào mà vừa nhắn cho mình thì cứ làm theo hướng dẫn đi. Nhờ trong khi đó thì mọi người cứ hỏi thoải mái. Đấy, cứ hỏi thoải mái nhá. Tiện thể thì cho cả nhà xem luôn kết quả của các bạn trong live VIP đúng không nhỉ? Để xem mức độ hiệu quả như thế nào. Đây, cho cả nhà xem luôn đúng không nhỉ? Những bạn mà có tham gia live VIP đây, ví dụ như một số bạn như là Việt Cường này. Đấy, những thành viên rất là chăm chỉ này, đấy, của live VIP này. Chưa? Đấy, 650 đấy, bạn ấy là cấp 3 đấy. Bạn không ở Hà Nội đâu, đợt vừa rồi phi xe máy lên Hà Nội thi rồi phi về, sướng quá. Đấy, như nữa này. Được chưa? 665 nhá. Được chưa? Tham gia group live VIP này, đạt được aim này. Đấy, chưa? Cũng mới đây mà, đúng nhỉ? Bên rep chưa cho à? Thế à? Cứ làm theo hướng dẫn nhá. Bạn nào mà đã nhắn cho mình rồi thì nhớ làm theo hướng dẫn đấy. Rồi, đây này, đấy, Khánh như này. Chưa? Em mới vào, đúng nhỉ? Chắc cần tầm bữa 400 cộng mà cày là vượt luôn target, được chưa? Đều là các thành viên của live VIP hết. Đấy, đây là bạn ấy cũng review đề này. Quỳnh đấy. Đúng nhỉ? Chưa? Đấy, được chưa? Nhìn thấy không? Đây mọi người nhìn không? Thường thì live VIP cũng sẽ có một cái nhóm hỗ trợ học tập ấy. Ví dụ bạn nào đi thi về thường là bạn ấy cũng hay có review như này này. Đấy, để mọi người có thể tham khảo thêm về các cái đề thi hiện tại. Đấy. Đấy. Không, mình không học, mình không dạy nghe, không dạy nói, đúng không? Bận quá, bận lắm. Có rất nhiều bạn đang đi thi, bây giờ mình bận, không có thời gian. Đấy, được chưa? À, cho em xem lại cách cô hướng dẫn vào đường link á. Link bio đầu kênh gì? Qua mất rồi. Trinh Oric đúng không? Qua mất rồi.
vừa hướng dẫn xong rồi. Trong cái link bio đầu kênh em chỉ việc ấn vào cái chỗ nhắn ngay thôi. Đấy. Đấy, còn hướng dẫn một lần thôi. Vì còn nói là bạn nào mà đã qua mất phần hướng dẫn thì thôi mọi người phải chịu khó nhá. Trinh Auric thì phải nhớ là lịch cố định là 11:30 buổi trưa nhá. Cố định lịch là 11:30. Đấy. Rồi, đấy, ở nhà thấy không? Rất là nhiều bạn này, nhiều lắm luôn đấy. Đây này, đây. Thấy không? Đấy, bạn học một tháng đấy, thi lần đầu vào tháng 9 mà. Đấy, cũng nghỉ một thời gian xong bạn thi, xong bạn đặt mục tiêu đúng không nhỉ? Cái quan trọng nhất là mọi người có sự đồng hành, thế còn nếu mà không thì nó cũng khó lắm. Đấy, ok chưa? Thế nhá. Rồi, để xem nào. Những bạn mà vừa có nhắn cho mình mà mọi người vẫn đang chờ phản hồi ấy thì mọi người chờ xíu. Ai mà bị miss mất phần hướng dẫn thì thôi nhá, mọi người chờ lần tới nhá. Mình vừa hướng dẫn xong rồi. Rồi. Ok. Ở đây thì có một số bạn đăng ký thành công rồi đấy, không biết là trong buổi live thì có một số bạn như là Long Huy Nhung Hiếu không? Đạt không? Có Long Huy Nhung Hiếu Đạt không? Chúc mừng 4 bạn nhé, đúng không? 5 bạn nhé. Long Huy Nhung Hiếu Đạt nhé, đăng ký thành công rồi. Tuyệt vời. Hẹn gặp lại 5 anh em mình trong vào lúc 10:15 tối hôm nay nhé. Nhờ. Đấy, đây này. Đây, bạn nào vừa nhắn tin cho mình là mình có đang xử lý này, đang thấy hết rồi, an tâm. Đấy, Huy đúng không? Nhi đúng không? Đấy, Trang đúng không? Chờ xíu, Trinh Nữ này, Hân này, đấy. Duy Khang đúng không? Quốc Thạnh này. Bảy đúng không? Rồi, Linda này. Nguyễn Hiếu này. Lê Việt Cường à? Đấy, Daniel đúng không? Ngọc Trinh này. Trương Phúc Thịnh đâu? Đấy, Kim Thạch à? Nguyễn Đạt này. Vương Liễu này hả? Đấy. Rồi, thế nha mọi người nhá. Xin phép mọi người là mình sẽ tắt like nhá. Hi hi ơi, em check trong nhóm giải đề trong link bio đầu kênh ấy, câu 30 đấy gì, câu này gì, đây câu 30 đây. Đấy, tí nữa nhá, tí nữa thì mình sẽ gửi cho mọi người trong nhóm giải đề phần nốt này, cả nhà có thể xem lại. Rồi, thế nhá. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào cái ca lúc 10:15 tối hôm nay để chúng ta giải tiếp part 7 của 2024. Đấy, test số 1. Rồi. Tắt like nhá.